vi sinh Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp với chủ đề giải pháp hiệu quả cho người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, được phát sóng vào lúc 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam, trực tuyến trên trang web của truyền hình Quốc hội tại địa chỉ quốc hội tv.vn, trên fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong các bệnh đường tiêu hóa thì viêm đại tràng và rối loạn tiêu hóa là hai căn bệnh phổ biến nhất, cũng thường bị mãn tính kéo dài, khó điều trị dứt điểm nhất. Sở dĩ bệnh hay bị kéo dài, thậm chí theo người bệnh cả đời bởi thuốc điều trị chỉ giúp bệnh tạm ổn định. Và để giải quyết được triệt để tình trạng bệnh thì cần phải chú ý đến việc cân bằng hệ vi sinh đường ruột, bởi việc mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng. Do đó, sử dụng men vi sinh để điều trị tình trạng rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng là rất cần thiết. Vậy làm thế nào để lựa chọn được men vi sinh tốt nhất, phù hợp nhất với những người bị rối loạn tiêu hóa và viêm đại tràng? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến chuyên gia, thầy thuốc ưu tú Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia để tư vấn cho quý vị. Đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của truyền hình Quốc hội ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào MC Lena, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị hãy gọi tới số điện thoại tư vấn sức khỏe của chương trình 0826-365-365, 0827-365-365. Xin được nhắc lại hai số điện thoại là 0826-365-365, 0827-365-365 để được bác sĩ Lê Thị Hải tư vấn. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi phía dưới livestream chương trình trực tiếp đang phát trên fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và thưa bác sĩ, trước khi chúng ta cùng đến với những kết nối đầu tiên của chương trình thì xin được hỏi bác sĩ, đó là theo như Lena được biết thì tình trạng rối loạn tiêu hóa cũng như là viêm đại tràng là hai trong số những căn bệnh rất phổ biến ở tại Việt Nam chúng ta. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ nguyên do vì sao mà có rất nhiều người mắc phải hai căn bệnh này được không ạ? Vâng, phải nói là cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài là một cái tình trạng rất là hay gặp ở người Việt Nam của chúng ta, kể cả ở trẻ em cũng như là người lớn chúng ta đều hay gặp, và hay gặp nhất tức là đối với trẻ nhỏ hay là đối với người cao tuổi là những cái đối tượng mà có nguy cơ mắc nhiều nhất, bởi vì chúng ta đều biết nếu đối với trẻ em thì cái hệ vi sinh đường ruột nó cũng chưa ổn định lắm. Thế rồi đối với người cao tuổi thì theo cái năm tháng thì cái hệ vi sinh đường ruột nó cũng mất dần đi. Thế chính vì vậy cho nên nó thường dẫn đến cái tình trạng rối loạn tiêu hóa rất là nhiều. Ngoài ra nữa thì cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp nhất nữa thì chúng ta biết là trong cái tình trạng rối loạn tiêu hóa là do cái chế độ ăn uống. Đấy, ví dụ như đối với trẻ em thế, do cái chế độ ăn, thứ nhất là cái hệ tiêu hóa chưa ổn định, các cái tuyến tiêu hóa nó chưa tiết đủ cái enzyme tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Thế rồi cái sức đề kháng, sức miễn dịch cũng kém nữa. Thế cho nên trẻ em cũng là đối tượng hay gặp nhất. Thế rồi đối với người cao tuổi thì chúng ta cũng biết là cũng rất hay gặp cái tình trạng này, thì thứ nhất là do cái chế độ ăn uống nó mất cân bằng, hay là ngay cả đối với người lớn của chúng ta cũng rất là nhiều bị, đặc biệt không phải là chỉ có người già với trẻ em bị đâu, mà ngay cả thanh niên của chúng ta cũng bị. Bởi vì nếu như chúng ta ăn những cái thức ăn nó không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là chúng ta ăn hàng ăn quán hay là quán ăn vỉa hè các thứ vân vân, thế rồi hay là một cái chế độ ăn nó không cân bằng, ăn quá nhiều chất đạm, ăn quá nhiều chất béo, nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Hay là đối với các người nam giới mà thường xuyên nghiện rượu bia cũng vậy, thì cũng là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thế thì cái tình trạng rối loạn tiêu hóa thì ngoài những cái tổn thương thực thể ở trên đường tiêu hóa, đấy, ví dụ như là viêm đại tràng, những cái do nguyên nhân, do rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau, do các cái vi khuẩn, nhưng ngoài ra thì cái mà chúng ta hay gặp nhất đó là cái mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thế chính vì vậy cho nên là cái việc mà làm sao mà chúng ta giúp cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta, nhất là chúng ta làm sao chúng ta cân bằng được cái hệ vi sinh đường ruột, thì là một trong những cái giải pháp mà rất là quan trọng để chúng ta có thể điều trị dứt điểm cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Vâng, vậy khi gặp những tình trạng này thì liệu việc sử dụng men vi sinh có thật sự cần thiết không thưa bác sĩ? Và người bệnh thì nên lựa chọn những loại men vi sinh nào để có thể giải quyết nhanh tình trạng rối loạn tiêu hóa và viêm đại tràng ạ? Vâng, trước tiên thì nếu khi chúng ta bị cái tình trạng rối loạn tiêu hóa thì đầu tiên thì nhất là tôi nói ở đây, ví dụ như là đối với người cao tuổi chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải đi khám, nhất là soi cái đại tràng, bởi vì chúng ta đều biết là nếu như mà nhỡ đâu mà cái nguyên nhân rối loạn tiêu hóa của chúng ta ở đây nó là do cái tổn thương thực thể ở trên đại tràng, đặc biệt là đối với người cao tuổi thì cái nguy cơ ví dụ như ung thư đại tràng hay là những khối u các thứ thì chúng ta còn rất hay gặp, thì chúng ta phải loại trừ các nguyên nhân khác nữa. Thế rồi chúng ta làm xét nghiệm phân xem là chúng ta tìm cái nguyên nhân nó có thể do nhiễm các cái ký sinh trùng hay là nhiễm các cái vi sinh vật gây bệnh hay không. Thế còn lại sau đó thì nếu như là cái tình trạng mà gặp cái tình trạng như người ta gọi là hội chứng ruột kích thích hay là cái viêm đại tràng mãn tính mà nó không phải do tổn thương thực thể trên đường tiêu hóa, thì cái việc giải pháp dùng men vi sinh là rất là hiệu quả. Hay là ngay cả việc khi chúng ta bị nhiễm khuẩn
đường tiêu hóa, ví dụ như là bị tiêu chảy cấp chẳng hạn. Đấy, do nguyên nhân do nhiễm khuẩn, thì nếu như chẳng hạn trong những trường hợp chúng ta phải dùng kháng sinh, thì khi kháng sinh vào thì kháng sinh không những nó tiêu diệt cái con vi khuẩn gây bệnh ở trên đường tiêu hóa, hay là ngay cả trẻ em của chúng ta rất hay bị viêm phổi, viêm họng chẳng hạn, phải dùng kháng sinh thì nó cũng làm mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thì cái lúc đấy cái nguyên nhân rối loạn tiêu hóa là do mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột, thì cái việc mà sử dụng men tiêu hóa là mang lại rất nhiều hiệu quả và đây rất là cần thiết để chúng ta cần phải sử dụng. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị khán giả, thông qua số hotline 0826365365, 0827365365, chúng tôi nhận được câu hỏi của vị khán giả như sau. Xin chào bác sĩ, tôi là Quân, năm nay tôi 46 tuổi. Nhiều tháng trở lại đây thì tôi hay bị chướng bụng, đau bụng từng cơn, đại tiện ngày vài lần, ăn uống thì kém ngon. Tôi đã đi khám và được chẩn đoán là viêm đại tràng mãn và được bác sĩ kê thuốc cho uống. Mỗi khi uống thuốc thì tôi cảm thấy giảm đau rõ ràng, nhưng mà khi ngưng thuốc thì lại bị đau lại. Vậy tôi có thể dùng men vi sinh Golden Lab từ Kim Chi Hàn Quốc được không? Và nên dùng như thế nào để cho có hiệu quả? Vâng, xin mời bác sĩ tư vấn cho bạn khán giả tên là Quân ạ. Vâng, xin chào bạn Quân. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Thì thứ nhất là các cái triệu chứng, theo cái triệu chứng bạn mô tả thì tôi nghĩ đây là một cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính, mà nhất là bạn đã đi khám rồi, đã được chẩn đoán là một cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính, thì phải nói là đây là một cái tình trạng bệnh lý mà rất là hay gặp. Và ngoài ra nữa thì cái tình trạng này nhiều khi có rất là nhiều người không những là do tổn thương thực thể, không có tổn thương thực thể gì trên đường tiêu hóa quả, mà ví dụ như là do những cái căng thẳng stress trong cuộc sống thôi, chúng ta cũng có thể dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa như thế này. Bởi vì người ta giải thích, người ta lý do, người ta ví là cái hệ vi sinh đường ruột ấy nó như là cái bộ não thứ hai của con người, và nó hoàn toàn nó có liên quan mật thiết đến cái hệ thống thần kinh trung ương qua cái hệ thống thần kinh nội tiết. Thế chính vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta căng thẳng lo âu thì chúng ta cũng rất hay bị rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích. Cho nên nhiều khi chúng ta đi soi đại tràng hoặc đi làm các xét nghiệm không tìm thấy cái tổn thương gì trên đường tiêu hóa, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại vẫn cứ thường xuyên lúc thì phân lỏng, lúc thì phân táo, lúc thì đau bụng. Nhất là những cái bạn nào mà làm việc trong cái môi trường căng thẳng stress hoặc là có những cái gì lo âu thì chúng ta cũng rất hay bị cái tình trạng như này. Thế thì tình trạng của bạn nếu mà đã được chẩn đoán là viêm đại tràng mãn tính rồi thì bạn dùng thuốc thì có đỡ, nhưng sau đó lại bị tái phát lại, thì bạn phải kết hợp. Ngoài cái việc mà dùng thuốc kê đơn theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa thì cái việc mà bạn dùng men vi sinh từ Kim Chi Hàn Quốc là rất là hợp lý. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta biết là men vi sinh thì có rất là nhiều loại khác nhau. Thế thì men vi sinh Hàn Quốc này, từ Kim Chi Hàn Quốc này thì nó có một cái đặc điểm nổi trội khác biệt. Đó là thứ nhất là nó chứa hai thành phần. Hai thành phần ở đây gì là vừa chứa probiotic tức là những cái lợi khuẩn. Cái thứ hai nữa là chứa các cái prebiotic tức là cái chất xơ hòa tan. Thì hai cái thành phần nó đi cùng vào với nhau, thì khi chất xơ hòa tan này lại chính là cái thức ăn để nuôi lợi khuẩn. Thế cho nên khi chúng ta dùng đồng thời vào á thì nó sẽ khi vào đến trong đến đại tràng rồi thì nó có luôn thức ăn, thì cái số lượng cái vi khuẩn ấy, nó vi khuẩn có lợi ấy nó lại càng sinh sôi nảy nở thêm ra đủ cái số lượng để giúp cho bạn có thể cân bằng lại cái hệ vi sinh đường ruột. Đấy là một cái thứ nhất và cái ưu điểm của cái men vi sinh mà được chiết xuất từ Kim Chi Hàn Quốc. Cái thứ hai thì chúng ta được biết là khi chúng ta bổ sung men vi sinh ấy thì tức là chúng ta đưa những cái con vi khuẩn sống vẫn còn đang sống vào trong đường tiêu hóa. Cho nên khi mà đưa vi khuẩn sống vào đường tiêu hóa thì cái điều quan trọng nhất ấy là cái công nghệ sản xuất nó rất là quan trọng. Nó làm sao mà nó bảo vệ được cái con vi khuẩn đó không bị chết bởi dịch vị axit của dạ dày cũng như là dịch mật. Đấy, chúng ta được biết là hàng ngày chúng ta ăn uống này, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều các loại vi khuẩn gây bệnh, nhưng có phải lúc nào chúng ta cũng bị bệnh đâu, bởi vì chúng ta có một cái hàng rào bảo vệ rất là nghiêm ngặt, chính là dịch vị axit của dạ dày và đường dịch, cho nên nó gần như nó bị tiêu diệt hết rồi. Cho nên rất ít con, chỉ những cái con vi khuẩn nào mà nó kháng lại axit thì nó mới sống sót, nó xuống đường ruột thôi. Thế chính vì vậy cho nên là cái công nghệ sản xuất ở đây rất là quan trọng. Thế thì men vi sinh từ chiết xuất từ Kim Chi Hàn Quốc này thì có một cái công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại nhất hiện nay, đó là công nghệ Lab 2 Pro. Tại sao gọi là Lab 2 Pro? Bởi vì đây là một cái công nghệ, tức là cái con vi khuẩn này nó được bao bọc bởi hai màng. Cái màng bên ngoài tức là cái màng polysaccharide thì nó có tác dụng tránh cái tình trạng va đập để nhiệt độ áp suất thay đổi. Đấy. Cái màng thứ hai là cái màng peptide, tức là cái màng nói đơn giản nó làm như cái màng protein ấy, nó bao bọc cái con vi khuẩn. Thì chúng ta được biết là khi protein chúng ta gặp dịch vị axit dạ dày thì nó đông cứng lại, chính vì vậy nó bao bọc, nó bảo vệ cái con vi khuẩn này sống sót hoàn toàn xuống được đường tiêu hóa. Đấy. Thế chính vì nhờ cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là công nghệ Lab 2 Pro, cho nên là chính vì vậy cho nên nó bảo vệ được cái con vi khuẩn này hoàn toàn xuống được đến ruột. Đặc biệt là đại tràng, chúng ta biết đại tràng thì 90% các cái vi khuẩn có lợi để sống ở đại tràng, thế chính vì vậy cho nên nó sống sót hoàn toàn. Đấy là cái ưu việt thứ hai, và không phải là men vi sinh nào cũng có. Và cái thứ ba thì nghe tên chúng ta đã biết rồi, men vi sinh được chiết xuất từ Kim Chi Hàn Quốc thì đây là có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, tức là từ cái món ăn kim chi của người
Hàn Quốc là cái món ăn rất là truyền thống của người Hàn Quốc, cũng giống như các cái món dưa muối của người Việt Nam của chúng ta vậy. Thế cho nên nó là cái món ăn hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, cho nên là dùng rất là an toàn, kể cả dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già chúng ta dùng lâu dài cũng không gây tác dụng phụ gì. Và cái điều thứ ba là đây là cái sản phẩm mà được cấp giấy phép của cơ quan chức năng, tức là Bộ Y tế cho phép lưu hành, được nhập khẩu từ Hàn Quốc, và thứ hai nữa là được phân phối của cái công ty Vinga, là một trong những công ty mà dược phẩm cũng có rất nhiều uy tín hiện nay. Thế rồi một cái điều thứ năm cuối cùng ở đây là cái men này thì rất là dễ uống, thơm ngon, người già cũng rất thích uống và trẻ em cũng rất là dễ dàng uống. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn mà cái men này hoàn toàn là nó có những cái khác biệt so với tất cả những cái loại men có trên thị trường hiện nay. Và tôi nghĩ với tình trạng của bạn thì ngoài cái việc mà bạn dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa thì bạn dùng men vi sinh này là rất là phù hợp. Và cái thời gian dùng ở đây thì tốt nhất là bạn nên dùng ít nhất thì cũng phải độ từ 1, 2 tháng, 3 tháng trở lên. Đấy, có thể bạn dùng như là kiểu dự phòng nữa. Ví dụ như là hôm nào mà đi đâu ăn về mà mình cảm thấy cái bữa ăn ấy nó không được an toàn lắm. Ví dụ như là cái vấn đề ăn ở ngoài chẳng hạn, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải đi ăn ở ngoài cái thứ đấy. Thì hay là hạn ăn, mà hôm nào một cái bữa ăn liên hoan nó khó tiêu đầy bụng, bạn hoàn toàn về bạn có thể dùng trước dự phòng cũng được. Và bạn dùng thường xuyên kéo dài, và liều dùng thì nếu như trong cái giai đoạn mà bệnh của bạn đang tiến triển thì bạn nên dùng cái liều tấn công, tức là khoảng 4 gói chia 2 lần. Thế sau đó thì dùng được khoảng 2-3 tuần nó đỡ rồi thì bạn duy trì liều 2 gói một ngày. Thế thậm chí là như tôi nói là bạn hoàn toàn có thể uống dự phòng. Ví dụ như hôm nào ăn về cảm thấy cái thức ăn hôm nay nó không an toàn lắm, hay là cái thức ăn hôm nay cái bữa ăn nó quá thịnh soạn, nó quá nhiều chất đạm chất béo, bạn hoàn toàn có thể dùng được. Thì đấy là một cái dùng rất hiệu quả. Và cũng một điều tôi lưu ý là đây là men vi sinh, cho nên là đưa vi khuẩn sống vào, cho nên là khi bạn dùng thì bạn nhớ là pha với nước còn ấm ấm thôi. Chứ chúng ta không dùng nước nóng quá trên 60 độ, bởi vì là nước nóng quá thì nó sẽ tiêu diệt những cái con vi khuẩn này rồi thì dùng sẽ không có tác dụng nữa. Vâng. Đấy. Thì đấy là những cái điều quý ý mà khi bạn dùng. Và một cái điều là đây là men bổ sung hàng ngày, cho nên là bạn có thể dùng lâu dài được và nên dùng thường xuyên. Thì sẽ kết hợp với thuốc điều trị của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa thì tôi nghĩ chắc chắn là cái tình trạng viêm đại tràng mãn của bạn sẽ được giải quyết. Vâng, xin được cảm ơn những phân tích rất chi tiết của bác sĩ. Và bạn quan thân mến, bác sĩ cũng đã chia sẻ rồi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm Men Vi Sinh Golden Lab để có thể giảm bớt cái đau đớn ở trong cái căn bệnh mà viêm đại tràng mà bạn đã bị mắc. Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ đến với kết nối đầu tiên của chương trình, đến từ chú Sứ ở Bắc Ninh. Chương trình xin được chào chú Sứ ạ. Vâng, chú Sứ thân mến, chú Sứ đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời chú hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Vâng. Tôi xin, bây giờ tôi được hỏi. Vâng, mời anh ạ. Vâng, tôi chào bác sĩ nhá. Vâng ạ. Chào chương trình 365 nhá. Vâng, xin chào chú ạ. Vâng, tôi bị viêm dạ dày mấy năm nay rồi, uống nhiều thuốc Tây nhưng không khỏi. Đến nay đi nội soi vẫn bị như thế, là cho biết là viêm dạ dày và viêm mang vị dạ dày. Thì nhà bác sĩ tư vấn cho có loại thuốc nào không để chúng tôi biết là tiếp tục chữa trị ạ. Vâng, xin chào anh Sứ ạ. Thứ nhất ý là anh bị viêm dạ dày, viêm dạ dày mà đặc biệt ở đây là viêm ở chỗ có cả hang vị, cái túi đúng không ạ? Đã soi dạ dày rồi. Thế thì xin hỏi anh là khi soi dạ dày thì bác sĩ có nói cho anh có làm cái test gọi là HP âm tính hay là dương tính không ạ? Người ta có thử cái test HP ấy, tìm cái con vi khuẩn HP ấy là dương tính hay âm tính không? Hay là người ta có nói gì cho anh biết cái điều đấy không? Không cho biết ạ. À thế à? Thế thì cũng hơi khó nhỉ? Tại vì là như thế này ạ, cũng xin chia sẻ với anh là như thế này. Cái viêm dạ dày thì 90% là do nhiễm vi khuẩn HP. Đấy. Thế cho nên là cái nếu như là người ta đã soi dạ dày rồi thì bao giờ thường là người ta cũng hút cái dịch dạ dày ra, xong đó người ta đi soi tươi tìm cái con vi khuẩn đó. Thế nếu như trong cái trường hợp mà của anh mà HP dương tính, tức là anh là cái nguyên nhân mà gây viêm dạ dày của anh đây là do vi khuẩn, do nhiễm khuẩn, thì trong cái công thức điều trị của anh bắt buộc là phải dùng kháng sinh. Mà kháng sinh ở đây là phải dùng 2 tới thậm chí 3 loại kháng sinh luôn. Và cái thời gian dùng thì tối thiểu cũng phải 10 đến 15 ngày. Đấy là cái phác đồ điều trị. Cái thứ hai là ngoài thuốc kháng sinh ra thì khi bị dạ dày thì anh phải uống thêm cái thuốc thứ hai là thuốc giảm tiết dịch vị axit dạ dày nữa.
đấy. Và cái thứ ba nữa là cái thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày. Thế ngoài ra thì nếu như ngoài dùng cái thuốc niêm mạc dạ dày theo Tây y thì anh có thể dùng cái nghệ nano curcumin đấy, những cái nghệ để bao bọc niêm mạc dạ dày, thì đấy trong cái công thức điều trị nó là phải như thế. Và trong đó thì cái thuốc kháng sinh thì thông thường người ta chỉ sử dụng khoảng 10 đến 15 ngày thôi, còn lại thì cái thuốc giảm dịch vị tiết axit dạ dày thì người ta có thể dùng từ 1 đến 2 tháng. Và đặc biệt là cái thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày nếu như cũng phải dùng đến 1 đến 2 tháng, và nếu mà dùng nghệ thì anh có thể dùng kéo dài hơn. Đấy, thì cái này là phải điều trị một thời gian đấy, ít nhất là 1 đến 2 tháng thì nó mới có thể dứt điểm được. Thế còn trường hợp khi mà anh xét nghiệm mà ví dụ như là HB âm tính thì vẫn có 10% cái nguyên nhân mà do viêm dạ dày không phải là do nhiễm khuẩn mà do cái yếu tố về thần kinh, tức là do stress căng thẳng, do lo âu hoặc là do cái chế độ ăn uống chẳng hạn. Ví dụ như là, xin lỗi là không biết anh có hay uống rượu bia không? Đấy, hay là những cái nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là căng thẳng, lo âu, những cái gì đấy thì nó cũng có thể gây nên cái tình trạng viêm dạ dày này. Thì cái trường hợp này thì anh không cần phải dùng kháng sinh, nhưng mà anh vẫn phải dùng hai loại thuốc, tức là thuốc giảm tiết dịch vị axit dạ dày và thứ hai là thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày. Thế thì tôi nghĩ là khi mà anh đi đến bệnh viện soi thì chắc chắn là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, đặc biệt là bác sĩ điều trị về dạ dày, người ta đã phải kê thuốc cho anh đúng theo phác đồ rồi. Thế thì ngoài ra nữa thì anh vẫn hoàn toàn có thể dùng thêm men vi sinh, bởi vì là khi nhất là trong cái trường hợp mà anh bị nhiễm vi khuẩn HP mà phải dùng thuốc kháng sinh thì anh dùng thêm men vi sinh này sẽ rất là hiệu quả, bởi vì men vi sinh này nó sẽ giúp cho anh cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột, tránh cái tình trạng rất nhiều người khi uống chữa được cái viêm dạ dày xong thì lại coi như là rối loạn tiêu hóa do mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Cái thứ hai là rất nhiều nghiên cứu người ta thấy là cái lợi khuẩn ở trong cái men vi sinh này nó hoàn toàn có thể ức chế cái sự phát triển của vi khuẩn HP nữa. Thế cho nên là trường hợp của anh là ngoài cái thuốc điều trị viêm dạ dày mà do bác sĩ điều trị đúng theo phác đồ thì anh hoàn toàn có thể dùng thêm được men vi sinh này nữa trong một thời gian cũng phải 2-3 tháng cũng anh có thể uống được thêm cái men vi sinh này, bởi vì men vi sinh này nó giúp cho anh thứ nhất là ăn uống ngon miệng hơn này, rồi thứ hai nữa là tránh cái tác dụng phụ của kháng sinh, và thứ ba là nó cũng ức chế cái, nhất là nếu mà nhiễm khuẩn viêm dạ dày do nhiễm khuẩn vi khuẩn HP thì nó cũng ức chế cái vi khuẩn nó phát triển. Thế chính vì vậy cho nên là đấy, thì thực ra thì khi mà tư vấn như này thì tôi không thể nào mà kê đơn cho anh trên được, mà bây giờ là anh đến soi ở bệnh viện nào thì bác sĩ người ta sẽ kê đơn cho anh tùy theo cái kết quả xét nghiệm là HP dương tính hay âm tính, thì bác sĩ người ta sẽ có một cái đơn cụ thể để người ta kê đơn thuốc cho anh. Thế còn tôi chỉ có thể tư vấn cho anh là dùng như thế vậy thôi. Thế và bên cạnh đó thì nhất là cái đau dạ dày mà do cái nguyên nhân ví dụ như chế độ ăn uống thì đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thì anh nên thứ nhất là đầu tiên là phải bỏ rượu bia này, không ăn những chất cay nóng này. Thế rồi thức ăn ăn hàng ngày thì nên ăn những cái thức ăn mà nó có tác dụng thấm hút dịch vị dạ dày, nó sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Ví dụ như là anh có thể ăn bánh mì này, ăn sữa này, ăn bánh quy này, đấy, ăn cháo, ăn súp, ăn các loại củ quả hầm nhừ. Khi ăn thì mình không ăn nên ăn no quá mà cũng không nên để dạ dày đói quá, bởi vì khi mà chúng ta đói quá thì cái axit dạ dày nó tiết ra mà nó không có thức ăn thì nó sẽ lại bào mòn các cái lớp viêm mà có thể gây loét mà có thể gây nặng hơn rất là nhiều. Thế chính vì vậy cho nên là mình ăn những cái thức ăn mà lỏng mềm dễ tiêu bao bọc niêm mạc dạ dày. Ví dụ như là ăn súp, ăn cháo, uống sữa, ăn bánh mì là những cái thức ăn mà rất tốt cho dạ dày, và đặc biệt kiêng rượu bia, các loại chua cay, dưa chua, cả muối là anh phải kiêng. Đấy, thì đấy là thuốc lá cũng không được uống, hút nữa. Tất cả những cái thứ đấy anh kiêng đi nữa thì rồi cố gắng là tập thể dục thể thao, sống thoải mái, đừng để căng thẳng stress, thì đấy cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng để giúp cho mình có thể điều trị tốt cái bệnh viêm loét dạ dày thái tràng ạ. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ dành cho trường hợp của chú Sứ. Chú Sứ thân mến, như bác sĩ cũng vừa tư vấn là đối với căn bệnh viêm hang vị dạ dày như của chú thì ngoài tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và ăn uống những cái thực phẩm có lợi cho dạ dày của mình thì chú cũng có thể tham khảo sử dụng các loại men vi sinh, và đặc biệt là có thể tham khảo sử dụng sản phẩm men vi sinh Golden Lab có chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc để căn bệnh của mình có thể được thuyên giảm chú nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối của chương trình đến từ cô Hiên, 69 tuổi đến từ Kiên Giang. Chương trình xin được chào cô Hiên ạ. Dạ. Vâng, cô Hiên thân mến, cô Hiên đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời cô hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Tôi có muốn câu hỏi bác sĩ là đêm hôm qua tự nhiên là tôi đang ngủ mà tôi đi dậy xong rồi tôi muốn đi ỉa đấy. Vâng, đi đại tiện, vâng. Vâng, đi đại tiện. Xong bắt đầu với tự nhiên nằm cái là nó trào ngược cái cổ này này, nó khó chịu quá tôi phải bò dậy. Vâng. Bò dậy nên là tôi ngồi dậy tôi vuốt thì là nó xuôi xuống từ qua này vậy. Có nghĩa là có hiện tượng là nó trào ngược cái dịch nóng, dịch axit kiểu như là chua chua lên trên họng cái gì ạ? À? Đúng không ạ? Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Mà tôi không bị bao giờ, tự nhiên hôm qua đây nó bị. Vâng, chưa bị bao giờ. Hôm qua mới là bị đầu tiên. Vâng, mà xong là ngày nay tôi cảm thấy người nó này cũng sốt sốt chứ.
Vâng. Không, cái này thì không sốt, cái trình hợp của chị người ta gọi là cái tình trạng gọi là trào ngược dạ dày thực quản đấy ạ. Dạ dạ. À, trào ngược dạ dày thực quản thì cái này thì nó có thể là cái dấu hiệu đầu tiên để báo hiệu có khả năng là chị bị viêm dạ dày đấy. Viêm dạ dày thì cái dịch vị acid nó tiết ra nhiều quá, thế cho nên là khi mình ấy thì là có lúc là nó trào lên ấy là nó gây lên những cái tình trạng người ta gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Thế thì cái này thì tốt nhất nếu mà chị bị một lần thì không có vấn đề gì, tại vì mình thỉnh thoảng mình cũng hay bị trào ngược ấy, thỉnh thoảng mình đi đâu cũng có những người bình thường cũng có lúc thỉnh thoảng bị như thế. Nếu mà bị một lần thì không làm sao, nhưng mà nếu bây giờ cái tình trạng nó xảy ra thường xuyên hơn, hay là nhất là sau này nó lại kết hợp những các cái dấu hiệu như là đau âm ỉ vùng thượng vị này, thế rồi buồn nôn này, các thứ rồi ăn khó tiêu chẳng hạn vân vân, thì trường hợp ấy là chị phải đi soi dạ dày ạ. Đấy, đi soi dạ dày để xem mình có bị viêm dạ dày hay không. Nếu mà bị viêm dạ dày thì mình sẽ được bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày này là do nhiễm vi khuẩn HP hay là không nhiễm vi khuẩn HP, và sau đó tùy theo cái nguyên nhân gây bệnh mà bác sĩ sẽ có cái cơ đơn trực tiếp. Thế còn trường hợp mà chị chỉ có cái trào ngược không lên như thế mà cũng không đau gì lắm thì chị có thể là cũng bác sĩ người ta cũng sẽ kê đơn cho chị cái thuốc uống là cái thuốc chống trào ngược dạ dày, tức là xuống tốc giảm tiết dịch vị axit dạ dày đấy ạ. Thì đấy là bác sĩ sẽ kê đơn do đấy. Thế thì hoàn toàn là chị có thể là bây giờ cứ theo dõi thêm, mới có bị một lần thì mình cũng chưa biết là như thế nào. Thế còn nếu mà bị thường xuyên hơn nữa thì chắc chắn là tôi sợ là chị sẽ bị viêm dạ dày. Mà viêm dạ dày thì phải đi soi dạ dày thì mới chẩn đoán chính xác được. Và khi soi dạ dày rồi thì tùy theo cái kết quả xét nghiệm HP dương tính hay âm tính, và bác sĩ sẽ có cái phác đồ điều trị cụ thể cho chị ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp của cô Hiên ở Kiên Giang. Cô Hiên thân mến, đối với trường hợp của cô lần đầu tiên mà mình bị ợ chua lên như vậy thì rất có thể là sẽ bị viêm dạ dày. Tuy nhiên là để có thể xác định được nguyên nhân từ đâu thì cô vẫn phải đi khám để bác sĩ có thể đề ra một cái phác đồ điều trị hợp lý cho cô. Và nếu như mà cô bị xác định là viêm dạ dày thật thì mình hoàn toàn có thể tham khảo các sản phẩm từ Men Vi Sinh để hỗ trợ điều trị cho dạ dày của mình được tốt hơn. Và đặc biệt là sản phẩm của chương trình hôm nay giới thiệu, đó là sản phẩm Men Vi Sinh Golden Lab có chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc, cũng sẽ rất có lợi cho căn bệnh của mình nếu như chẳng may mình mắc phải căn bệnh viêm dạ dày ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa. Chúng tôi nhận được câu hỏi của chị Minh ở Hải Dương thông qua fanpage Truyền hình Quốc hội Việt Nam như sau. Con trai tôi gần 2 tuổi, cháu chỉ nặng 10,5kg và cao 79cm. Từ khi sinh ra thì cháu rất hay ốm vặt nên thường xuyên phải dùng kháng sinh, mà cứ sau mỗi đợt dùng kháng sinh thì cháu lại bị rối loạn tiêu hóa, có lúc thì tiêu chảy, lúc thì phân sống và rất biếng ăn. Tôi có tìm hiểu thì dùng kháng sinh sẽ làm cho bé bị rối loạn tiêu hóa, nhưng mà bé cứ hay ốm vặt cho nên tôi không biết phải làm như thế nào. Xin bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi ạ. Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Xin chào chị, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Thì thứ nhất là cái tình trạng con của chị thì tôi nghĩ là đây là một cái tình trạng khá phổ biến, mà tôi là người thường xuyên rất là hay gặp những cái tình trạng bố mẹ mang em bé đến trong cái tình trạng này. Thì với cái cân nặng và chiều cao hiện tại của cháu ấy, thì bây giờ đã 2 tuổi rồi mà chưa được 10 cân mới có 79cm ấy, thì là cháu ở cái tình trạng bị suy dinh dưỡng mất rồi. Thì chúng ta ở đây thiếu cả cân nặng chiều cao, bởi vì đối với cháu bây giờ ấy, nếu mà cân nặng đủ bây giờ là cháu phải hơn 12 cân, và đặc biệt chiều cao bây giờ cháu phải 87-88cm cơ, bây giờ có 79cm, như vậy là cháu là bị suy dinh dưỡng thấp còi rồi đấy. Thế thì tất cả những cái cháu bị suy dinh dưỡng ấy, thì bao giờ cái sức đề kháng cũng rất là kém, bởi vì những cái cháu suy dinh dưỡng thì bao giờ người cũng có cái hệ miễn dịch, người ta gọi là suy giảm miễn dịch mắc phải đấy. Thế chúng ta thấy là những cái cháu nào mà nó phát triển tốt về thể chất, tức là cân nặng chiều cao của cháu phát triển tốt, thì bao giờ các cháu cũng có một cái sức đề kháng rất là tốt, cho nên nó rất là ít ốm đau. Nhưng ngược lại những cái cháu bé nào mà bị suy dinh dưỡng rồi thì cái sức đề kháng kém, cho nên thường xuyên bị ốm. Thế và khi bị ốm rồi thì bắt buộc lại phải dùng kháng sinh, đúng không ạ? Khi dùng kháng sinh thì làm sao ạ? Khi dùng kháng sinh thì như tôi đã nói rồi, kháng sinh nó vào ví dụ như là con bạn bị viêm họng, viêm tai, rồi nặng hơn nữa có thể viêm phổi chẳng hạn. Khi chúng ta dùng kháng sinh thì kháng sinh nó không những tiêu diệt những cái con vi khuẩn ở trên đường hô hấp mà nó lại tiêu diệt luôn các cái vi khuẩn có lợi ở đường tiêu hóa. Thế thì khi mà nó tiêu diệt vi khuẩn có lợi ở đường tiêu hóa thì nó dẫn đến cái tình trạng người ta gọi là, chúng tôi hay gọi là loạn khuẩn đường ruột ấy, tức là nó mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thì chúng ta biết là hệ vi sinh đường ruột đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với vấn đề tiêu hóa cũng như là cái hệ miễn dịch của trẻ. Đấy, nó lại có một cái điều là 70-80% các tế bào miễn dịch trong cơ thể của chúng ta nằm ở trên đường tiêu hóa. Thế cho những cái bé nào mà cứ thường xuyên rối loạn tiêu hóa kéo dài thì cũng làm cho cái hệ miễn dịch bị suy giảm. Thế đấy lại càng làm cho cháu hệ miễn dịch suy giảm thì lại hay mắc bệnh thì lại phải uống thuốc thì lại làm sao, lại rối loạn tiêu hóa, rồi là chán ăn, biếng ăn, không hấp thu được, và cứ như thế nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý mà rất là có thể khó gỡ ra được.
Đấy. Thế cho nên cái vấn đề của con chị hiện nay ấy, thì cái vấn đề bây giờ làm sao là chúng ta phải điều trị được cái mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột để làm sao cho cháu nó không bị rối loạn tiêu hóa nữa, nó ăn ngon miệng, nó hấp thu được lên. Và khi nó ăn được lên thì nó lên cân nặng chiều cao tốt, thì đương nhiên là lúc giờ sức khỏe của cháu tốt thì tự cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cháu tốt hơn, đúng không ạ? Nói thì như vậy nhưng mà thực ra thực hiện thì cũng không phải là dễ dàng một chút nào đâu, tại vì chúng tôi đều biết, chúng ta đều biết là tất cả những cái cháu bé nào mà đã suy dinh dưỡng thì nó biếng ăn lắm. Tại vì nó có biếng ăn thì nó mới suy dinh dưỡng, chứ nếu nó không biếng ăn thì nó đã không suy dinh dưỡng. Đấy, cho nên là nói thì nói vậy, những bà mẹ nào mà có con cứ suốt ngày ốm xong lại đi ngoài rồi lại biếng ăn thì rất là khó khăn. Thế nhưng mà cũng vẫn có giải pháp. Thì cái giải pháp đầu tiên tôi khuyên chị bây giờ là chị có thể chữa dứt điểm cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của cháu. Thì khi mà cháu chẳng may bị ốm phải dùng kháng sinh thì chị nên dùng thêm men vi sinh. Men vi sinh nó có tác dụng rất tốt. Thứ nhất là nó làm cải thiện lại cân bằng, mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm cho cháu tiêu hóa hấp thu hơn. Thứ hai là bản thân những cái lợi khuẩn này nó còn có khi vào trong đường tiêu hóa thì nó tác dụng, nó kích thích các cái tuyến tiêu hóa, tăng tiết các cái enzyme tiêu hóa, làm cho cái tiêu hóa thức ăn hấp thu tốt hơn rất là nhiều. Đấy. Và đặc biệt chị dùng cái sử dụng cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc này thì có chứa thêm cả chất xơ hòa tan nữa, thì cái chất xơ hòa tan này nó còn giúp cho cháu tăng cường hấp thu canxi, cho nên là làm cho cháu phát triển cái chiều cao tốt hơn. Và ngoài dùng cái sản phẩm men vi sinh này ra thì chị có thể để tăng cường sức đề kháng cho cháu và cũng như là giúp cho cháu phát triển chiều cao, thì chị có thể dùng thêm những cái sản phẩm khác nữa có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, phát triển chiều cao. Ví dụ như là chị có thể dùng thêm cái Previtin 2 cũng của công ty dược phẩm Vinh Gia. Thì trong cái sản phẩm này thì nó thứ nhất là nó có chứa hai cái nhóm dưỡng chất. Nhóm thứ nhất là chứa canxi, vitamin D3, MK7 giúp cho cháu tăng hấp thu canxi, làm cho cháu phát triển chiều cao tốt hơn. Tại bây giờ theo như cái thư của chị gửi thì tôi thấy là cháu chiều cao quá thấp. Cái thứ hai là cái điều quan trọng nữa là trong cái sản phẩm này nó có chứa với cái nhóm thứ hai là chứa cái sữa non Colostrum. Đấy. Và chứa cái immune alpha là hai cái dưỡng chất mà có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cháu coi như là nó đỡ bớt ốm đau hơn. Bởi vì chúng ta đều biết là những cái bà mẹ có con bị ốm đau như thế này thì làm sao mà cứ thời gian nào mà nó không ốm thì chắc chắn nó ăn được, mà ăn được thì nó sẽ lên cân và nó không rối loạn. Thế thì khi mà mình đã điều trị dứt điểm được cái tình trạng rối loạn tiêu hóa này, khi dùng men vi sinh vào thì nó làm cho lại ăn ngon miệng hơn đây này. Thế rồi chúng ta lại dùng thêm cái sản phẩm Previtin 2 kia nữa thì lại cũng giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là hấp thu canxi vào để tăng phát triển chiều cao, rồi thứ hai là tăng cường hệ miễn dịch cho cháu. Thế rồi một cái điều thứ ba tôi lưu ý chị ở đây nữa là cái chế độ ăn uống của cháu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cháu tuy đã 2 tuổi rồi nhưng mà tôi nghĩ là vẫn nên ăn những cái thức ăn lỏng, mềm, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Ví dụ như hàng ngày chị vẫn phải nên cho cháu uống sữa thường xuyên này. Bây giờ 2 tuổi thì chắc là cai sữa mẹ rồi thì chúng ta uống thêm sữa công thức. Thế rồi là cho ăn sữa chua hàng ngày này. Thế rồi đặc biệt là vẫn ngoài cơm ra thì nên ăn thêm các bữa phụ như là cháo, súp nữa. Đấy. Và đặc biệt không cho cháu ăn bim bim, bánh kẹo, nước ngọt trước các bữa ăn. Những cái thức ăn này thứ nhất là nó cũng hay gây mất cái rối loạn cái hệ vi sinh đường ruột, và thứ hai nữa là làm cho cháu biếng ăn, cháu lại càng không ăn được tốt hơn. Đấy, thì tôi nghĩ là nếu như là bây giờ thì đang dịch bệnh như thế này, chứ còn nếu như mà khi mà dịch bệnh nó bớt đi rồi thì chị có thể, trong trường hợp của cháu là cho cháu đến viện dinh dưỡng khám cũng được, đến những cái trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng ở đấy bác sĩ hoàn toàn có thể kê đơn trực tiếp cho chị. Còn bây giờ trước mắt thì trong cái lúc dịch bệnh thế này thì chị mua hai cái sản phẩm. Ví dụ như khi nào bị ốm mà đi khám bác sĩ mà phải dùng kháng sinh thì chúng ta dùng theo đơn của bác sĩ rồi. Thế nhưng mà ngoài ra thì chị có thể mua thêm hai cái sản phẩm là men vi sinh và cái thuốc tăng cường, cái thuốc Previtin 2 như tôi vừa nói, thì để giúp cho cháu có thể cải thiện. Và thứ ba là chị thực hiện cái chế độ ăn giống như là tôi vừa hướng dẫn. Thì hy vọng rằng là cháu sẽ cải thiện được cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, cũng như là giúp cho cháu ít ốm vặt hơn thì cháu sẽ dần dần tăng cân về chiều cao, đuổi kịp các bạn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp của chị Minh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp về giải pháp hiệu quả cho người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa với sự tư vấn của bác sĩ Lê Thị Hải. Quý vị hãy gọi tới số điện thoại hotline của chương trình 0826-365-365, 0827-365-365 để trò chuyện trực tiếp cùng chuyên gia. Xin được nhắc lại hai số điện thoại tư vấn sức khỏe trực tiếp là 0826-365-365, 0827-365-365. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi phía dưới các link chương trình trực tiếp đang phát trên fanpage Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Golden Lab, men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, có chứa hai thành phần là vi khuẩn có lợi Probiotics và chất xơ hòa tan Prebiotics, được bào chế theo công nghệ Lab 2 Pro, là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Với ba sự khác biệt này, men vi sinh Golden Lab cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần các men vi sinh khác. Golden Lab giúp cải thiện hiệu quả táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, giúp ổn định đường tiêu hóa sau bữa ăn
ăn nhiều đạm hoặc ăn phải thực phẩm không an toàn, đồng thời cho tác dụng tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là tăng hiệu quả của canxi, giúp ăn ngon miệng. Men vi sinh Golden Lab rất an toàn, dùng cho người lớn, trẻ em và dùng được cho cả trẻ sơ sinh. Nhà tài trợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia dành cho quý khách hàng xem và nghe chương trình ưu đãi đặc biệt, mua 2 hộp 60 gói Golden Lab trị giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay 2 hộp Golden Lab 20 gói trị giá 400.000 đồng, số lượng có hạn. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline 1900 1259, 0896 509 509 để được đặt hàng và tư vấn về bệnh lý cũng như sản phẩm. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng đã nhận được kết nối của cô Loan, 62 tuổi, đến từ Hải Dương. Chương trình xin được chào cô Loan ạ. Vâng, chào bác sĩ. Vâng, cô Loan thân mến, cô Loan đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời cô hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Chào bác sĩ, tôi năm nay 62 tuổi, tôi đi khám thì người ta bảo là tôi bị viêm đại tràng rồi thì viêm dạ dày. Thế mà làm sao mà bữa nay tôi đi ngoài nó khó lắm. Mỗi một lần đi ngoài chỉ được một vài cái cục phân nó khó đi lắm. Vâng. Thế mà ăn uống thì chỉ ăn được bằng nửa thức ăn của trước thôi. Vâng. Thế thì triệu chứng cũng nó cũng hay gặp là cũng hay tức ở cái bụng dưới này, đôi lúc mà nó cũng thấy nó đau ở bụng dưới. Vâng. Thế thì nhờ bác sĩ tư vấn xem là như thế có đúng là cái bệnh viêm đại tràng không ạ? Vâng, thế bây giờ xin hỏi chị là chị đi khám ở bệnh viện thì bác sĩ có soi đại tràng hoặc là soi dạ dày cho chị chưa ạ? Dạ có ạ. Soi cả đại tràng rồi ạ? Vâng, nhưng mà tôi vì Covid cho nên là tôi chỉ đi xoay ở cái tuyến huyện này thôi thì vâng, không biết là nó có chính xác không. Soi tuyến huyện thôi, 2 vâng, tháng nay vâng, rồi. Vâng, thôi tuyến nào cũng được, cứ thực soi là tốt lắm rồi. Thế nhưng mà soi thì là bác sĩ nói là hoàn toàn là không có u cục gì đúng không ạ? Vâng, thì không có u cục gì. Vâng, thế còn thì có soi dạ dày không? Dạ có ạ. Dạ dày soi thì bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày à hay là bị sao? Thì bác sĩ chẩn đoán thì nói là viêm hành tá tràng. Viêm hành tá tràng, vâng. Thế có nói là xét HP âm tính hay là dương tính không ạ? Dạ không có HP ạ. À không có HP, vâng. Vâng ạ. Thế thì trường hợp của chị nếu như mà đúng như theo kết quả mà khám ở bệnh viện huyện đã soi dạ dày và soi đại tràng như thế rồi lại không có HP thì trường hợp của chị đấy là cái trường hợp viêm dạ dày mà không do nhiễm HP, và cái thứ hai nữa là do và thứ hai là cái không có u cục gì ở hoặc là vết loét vết thương gì ở đại tràng cả, như vậy thì chị gọi là hội chứng ruột kích thích, tức là cái viêm đại tràng cơ năng thôi chứ không phải là do tổn thương thực thể. Thế thì thường ấy thì bao giờ ấy là rất những người một trên một người bệnh là thường hay cái viêm đại tràng và viêm dạ dày nó hay đi cùng với nhau lắm ạ. Nó thường là hay đi cùng hai cái này nó hay đi cùng với nhau. Thứ nhất là đây là một cái bệnh cùng ở trên đường tiêu hóa cả, một cái vừa ở cái đoạn trên tức là dạ dày, rồi thứ hai là vừa ở cái đoạn dưới tức là đại tràng, ở cái đoạn cuối của cái đường tiêu hóa. Thế thì trường hợp của chị bây giờ nếu như là trường hợp, thế bác sĩ ở bệnh viện có kê đơn thuốc cho chị điều trị không? Dạ có ạ, nhưng mà cứ mình đọc những cái chữ lằng ngoằng thì tôi cứ biết không là, biết là gì. Thế chị đã mua thuốc theo đơn của bác sĩ uống chưa? Thuốc như thế nào cơ? À thế chị đã mua đơn của bác sĩ uống chưa? Dạ có ạ, mua rồi ạ. Nhưng mua mà thế bây giờ uống được bao nhiêu ngày rồi, uống đã uống hết chưa? Gì cả. Uống bao nhiêu ngày rồi ạ? Uống phải khoảng 2 tháng rồi, 2 tháng mới hơn 2 tháng. Thế nhưng mà không thấy đỡ gì, mà bây giờ chủ yếu là đi ngoài đi khó, phân táo thôi mới cả đầy bụng thôi gì ạ? Vâng ạ. Vâng, khó tiêu vâng chứ ạ. Còn có đau lắm không? Ví dụ như có đau vùng thượng vị hoặc là đau hơi ở chua gì lắm không? Dạ có, nó như là cái kiểu nó trào ngược đấy. À nó vâng, đúng ngược. Rồi. Thế nên đấy... nó đau xong là nó... Vâng, thế thì tất cả những cái triệu chứng của chị thậm chí là không cần soi cũng có thể chẩn đoán là cái viêm dạ dày, đúng rồi, vâng ạ. Thế thì bây giờ tôi thì nói thật là tôi cũng không trực tiện, cũng không biết là cái đơn thuốc của chị là bác sĩ kê cái gì. Thế nhưng mà nếu như là cái trường hợp của chị thì thứ nhất là cái trong cái phác đồ điều trị dạ dày thì không cần dùng kháng sinh, nhưng mà bắt buộc là phải có hai loại thuốc. Thứ nhất là thuốc giảm tiết dịch vị axit dạ dày, thì không biết là bác sĩ kê cho chị loại gì, nhưng mà thông thường ấy thì là người ta rất hay dùng cái thuốc để giảm tiết dịch vị axit dạ dày. Cái thứ hai là cái Necium đấy ạ, cái viên Necium ấy mỗi ngày chị uống 1-2 viên đấy, uống cái đấy nó giảm, cái đấy chị chỉ cần uống một tuần là có thể là đảm bảo là sẽ đỡ đau ngay, à đỡ trào ngược luôn. Cái thứ hai nữa là thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày, hoặc là không thì chị có thể dùng cái nệ nano curcumin đấy, thì cũng có thể là dùng rất tốt trong trường hợp dạ dày. Đấy là riêng dạ dày. Thế còn cái viêm đại tràng của chị thì cái giải pháp duy nhất hiện nay là chị nên dùng men vi sinh, rất là hiệu quả.
Đấy, đặc biệt là hôm nay chúng tôi có nói đến cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc này, một trong men vi sinh mà nói là cái điều trị cái hội chứng ruột kích thích cái viêm đại tràng của chị cực kỳ hiệu quả luôn. Thế rồi chị kết hợp cả hai, thứ nhất tôi xin nhắc lại, thứ nhất là thuốc giảm tiết dịch vị axit dạ dày, bao bọc niêm mạc dạ dày, và cái thứ hai nữa là dùng cái viêm đại tràng thì dùng kỹ kết hợp thêm với men vi sinh. Đấy, chị dùng hai cái loại này, và một cái nữa là có thể dùng thêm cái nghệ nano curcumin để bao bọc cái niêm mạc dạ dày trong cái trường hợp mà mình bị viêm loét. Và cái điều thứ ba nữa là trong chế độ ăn hàng ngày ấy, thì bây giờ ấy là mình đã cừa viêm dạ dày lại với viêm đại tràng thế này ấy, thì cái chế độ ăn là mình phải lưu ý một chút. Thứ nhất là chị chia nhỏ bữa ăn, nên ăn những cái thức ăn lỏng mềm dễ tiêu như là cháo, súp, bánh mì, bánh quy đấy, ví dụ như là hay trào ngược cái dịch vị axit dạ dày nó tiết ra ấy, thì chị ăn cái bánh mì hoặc là ít bánh quy vào nó thấm hút cái niêm mạc dịch vị đi, cái là chị đỡ đau ngay, đau vỡ hẳn luôn ấy. Đấy, rồi thứ hai là tuyệt đối không ăn những cái đồ chua cay, đặc biệt như ổi, những cái đồ chua hay là măng chua hay là những cái đồ khó tiêu là không nên ăn. Thế rồi là nên ăn cháo, ăn súp, ví dụ khoai tây, hầm thịt bò, hầm cà rốt, hầm nhừ này. Thế rồi ăn cháo, ăn súp này, ăn bánh mì này, uống sữa này. Đấy, rồi đấy, những cái thức ăn là rất tốt như thế, và chị chia nhỏ nhiều bữa ăn ra trong ngày. Nhất là bây giờ mình ăn uống lại kém nữa thì mình nên chọn cái thức ăn lỏng mềm dễ tiêu như là cháo, súp, sữa thì nó sẽ phục hồi sức khỏe tốt hơn. Và chị kết hợp uống những cái sản phẩm như tôi vừa nói thì tôi nghĩ chắc chắn là cái tình trạng bệnh của chị sẽ đỡ. Tại vì cái không có HP thì chúng ta không cần dùng kháng sinh, thế cho nên chị chỉ cần dùng một cái thuốc là giảm dịch vị tiết axit dạ dày, và cái thứ hai thuốc bao bọc nó là dạ dày, và cái thứ ba là cái viêm đại tràng thì chị dùng thêm men tiêu hóa vi sinh. Thì với kết hợp với chế độ ăn uống nữa thì chỉ một thời gian là bệnh của chị chắc chắn là sẽ thuyên giảm ạ. Tôi đi ngoài nó khó thế thì đấy, đi ngoài như thế thì uống cái men vi sinh này là cực kỳ hiệu quả luôn ạ. Và thứ hai nữa là trong chế độ ăn hàng ngày thì chị nên, nó đi ngoài nó hơi táo như thế thì chị nên ăn những cái thức ăn lỏng mềm, ví dụ như là ăn cháo, ăn súp này. Thứ hai nữa là ví dụ nấu canh thì nên ăn loại như là canh rau mùng tơi này, rau dền này. Thế rồi hoa quả thì nên ăn sữa chua, ăn ngoài ra thì ăn thêm sữa chua hàng ngày này. Thế rồi quả thì nên ăn đu đủ này, thanh long này, nước cam này. Đấy, ví dụ như thế, chị ăn những cái hoa quả ấy nó có tính chất nhuận tràng ấy thì chắc chắn là sẽ đi ngoài tốt hơn. Và đặc biệt uống cái men vi sinh này vào thì trong men vi sinh này nó lại có thêm chất xơ hòa tan nữa thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng đi ngoài của chị sẽ tốt hơn rất là nhiều đấy ạ. Và đặc biệt là cái hình dạng táo bón này thì ăn nhiều rau hoa quả vào thì chắc chắn là cái tình trạng rồi cái táo bón của chị nó cũng sẽ giải quyết được. Nhưng mà riêng cái tình trạng viêm đại tràng ấy, hội chứng ruột kích thích này thì lúc nó táo lúc nó lỏng đấy, rất là khó đi như thế, cho nên là chị cứ dùng men vi sinh này vào là giải quyết được cả ngay cả tình trạng táo bón cũng như là tình trạng khó tiêu đầy bụng hiện nay của chị ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp của cô Loan đến từ Hải Dương. Và cô Loan thân mến, đối với căn bệnh viêm dạ dày, viêm đại tràng như của cô thì cô hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng men vi sinh Golden Lab. Men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, có chứa hai thành phần vi khuẩn có lợi là probiotic và chất xơ hòa tan prebiotic, được bào chế theo công nghệ Lab 2 Pro là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Với ba sự khác biệt này, men vi sinh Golden Lab cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần các men vi sinh khác. Golden Lab giúp cải thiện hiệu quả táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, giúp ổn định đường tiêu hóa cho bệnh nhân bị viêm loét dạ dày hoặc sau bữa ăn, ăn nhiều đạm hoặc ăn phải thực phẩm không an toàn, đồng thời cho tác dụng tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là tăng hiệu quả của canxi, giúp ăn ngon miệng. Men vi sinh Golden Lab rất an toàn, dùng được cho người lớn và trẻ nhỏ. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline 18-1900-1259, 0896-509-509 để đặt hàng và tư vấn về bệnh lý cũng như sản phẩm. Gia đình tôi có chung sở thích chơi thể thao. Bố mẹ chúng tôi đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn dẻo dai khỏe mạnh. Bởi vì chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc bảo vệ xương vững chắc hàng ngày ngay từ khi còn trẻ với Vững Cốt Visa chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 giúp chuyển hóa canxi từ máu vào xương. Vững Cốt Visa giúp gia đình tôi bảo vệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Visa, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe của Truyền hình Quốc hội với chủ đề giải pháp hiệu quả cho người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa. Quý vị và các bạn, nếu như có thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình, hãy ngay lập tức gọi đến số điện thoại tổng đài của chúng tôi 0826 365 365 0827 365 365 để được thạc sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tư vấn. Ngoài ra, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi ở bên dưới livestream chương trình trực tiếp trên fanpage Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được kết nối của chương trình đến từ cô Minh, 76 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình xin được chào cô Minh ạ. Vâng ạ, chào bác sĩ ạ.
Vâng, cô Minh đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời cô hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Vâng ạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có một đứa cháu, là năm nay cháu lên 6 tuổi, nhưng mà cháu bây giờ nó hay bị đau bụng, thỉnh thoảng bị đau bụng này, bây giờ thỉnh thoảng bị trào ngược. Trào ngược với này, một năm nay là cháu không lên cân mà cũng không tăng chiều cao. Và cháu thì ngủ ít. Đấy, thế mà cháu mới được 6 tuổi rồi mà cháu chỉ được có 1m7, được 1m17 thôi. Thì có được hay không mà bác sĩ cho thì ý kiến ạ. 1m17 mà cao bao nhiêu ạ? Cháu 1m17 và 6 tuổi. Vâng, cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Nặng cháu được 21 cân. Cháu trai cháu gái ạ? Cháu trai. Vâng. Cháu cứ nó lên 22 cân thì nó đau bụng ấy. Trào ngược thì bắt đầu nó lại sút cân đi. Vâng. Thứ nhất ấy, về cân nặng và chiều cao thì chị hoàn toàn yên tâm. Bố với cháu bé 6 tuổi mà nặng 21 cân với 1m17 thì là quá bình thường luôn ạ. Không phải lo đâu. Chắc là so với trước thì cháu nó hơi gầy bên tí thì bà lo lắng thôi. Chứ còn thực ra thì nếu mà chuẩn của một cái cháu bé trai 2 tuổi theo đúng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, của các em bé 6 tuổi, tức là cái chuẩn này không phải chuẩn của Việt Nam đâu mà chuẩn chung ấy, thì cháu bé trai 6 tuổi chỉ cần 20 cân rưỡi và 1m16 thôi. Thế cháu nhà bác bây giờ vẫn đang 21 cân và 1m17, như thế là quá tốt rồi. Chứ không có gì mà bác phải lo về cái cân nặng của cháu cả. Nhưng mà tuy nhiên nếu như mà để cái tình trạng mà cháu cứ ăn kém với cả thỉnh thoảng đau bụng như thế này thì khả năng dần dần thì có thể là cân nặng nó sẽ không lên được nữa, hoặc là nó sẽ giảm chiều cao đi thôi. Còn hiện tại thì bác hoàn toàn, chị hoàn toàn có thể yên tâm về cân nặng và chiều cao hiện nay của cháu nhá. Cháu hoàn toàn rất là bình thường. Vâng. Đấy, thứ nhất là về cân nặng chiều cao, cho nên là bà cứ yên tâm. Thế nhưng mà các cái triệu chứng chị nói thì tôi xin hỏi luôn là trong gia đình nhà mình có ai bị viêm dạ dày không ạ? Có tôi. Viêm dạ dày mấy năm. Vâng, rồi. Thế tôi phải hỏi câu đấy, tại vì ấy, chúng ta đều biết là ngày trước xưa đến giờ ấy, thì chúng ta cứ bảo là dạ dày là viêm là có tính chất di truyền trong gia đình, tại sao cứ nhiều người mắc thế? Thì chúng ta cứ nghĩ là đấy là bệnh di truyền gia đình, nhưng mà thực ra đây là một bệnh nhiễm khuẩn. Vì bệnh nhiễm khuẩn cho nên nó hoàn toàn nó có thể lây trong gia đình. Nếu mà chúng ta gắp cùng một lũa vào một cái bát thức ăn này, hay nhất là bà lại thường hay chăm cháu này, rồi là nói chung là có thể trong một gia đình, nhất là bà, ông bà, bố mẹ mà bị viêm dạ dày thì trong bữa ăn người Việt Nam của chúng ta thì bao giờ chúng ta không có chia suất riêng. Chúng ta chấm chung bát nước mắm, chúng ta gắp chung cả một bát rau, bát thịt thì chắc chắn là một người bị là có thể lây ra nhiều người. Thế cho nên là trường hợp bà bị và cháu bị viêm dạ dày thì đấy là chuyện bình thường. Chắc chắn tôi nghĩ là nếu như cháu đi soi dạ dày thì 100% là cháu cũng bị viêm dạ dày giống bà rồi đấy ạ. Đấy, vâng, thế thì cho nên là bây giờ ấy thì theo tôi là như thế này. Thứ nhất là cháu bây giờ muốn gì thì gì, thì bây giờ thì thực ra cái soi dạ dày bây giờ là hoàn toàn rất là dễ dàng đối với các cháu bé. Bây giờ người ta cũng soi được và bây giờ có gây mê mà, cho nên hoàn toàn có thể soi được. Thế thì tốt nhất là nên cho cháu đi khám. Đấy, bây giờ thì thực ra bệnh, dịch bệnh này thì cũng nói đi khám thì cũng ấy cũng có. Nhưng mà trường hợp thì trong trường hợp mà không thể đi khám được ấy, thì tôi nghĩ là trong trường hợp của cháu là vẫn có thể dùng thuốc, người ta có thể dùng điều trị thử được đấy ạ. Thế tức là nếu như là viêm dạ dày, đấy, viêm dạ dày mà thường nếu mà do lây từ người sang này thì chắc chắn là lây thường là do nhiễm HP dương tính rồi. Thì cháu là cũng phải dùng một đợt thuốc kháng sinh này, độ khoảng 10 ngày này. Đấy, rồi sau là dùng, đấy, giống như chị bị dạ dày chị biết rồi đấy. Rồi thứ hai, cái thuốc thứ hai là thuốc giảm tiết dịch vị axit dạ dày này. Đấy, ví dụ như cái cháu bé này có thể dùng cái viên Nesium khoảng 20mg thôi. Ví dụ người lớn mình uống cái loại viên 40mg thì cháu uống loại viên 20mg thôi. Uống trong khoảng 1 tháng. Thế còn cái thuốc kháng sinh thì dùng trong khoảng 10 đến 15 ngày. Thế rồi cái thuốc thứ ba nữa là có thể uống thêm cái thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày nữa. Đấy, cháu phải dùng 3 cái loại đấy. Thế và dùng trong khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì tôi nghĩ là cái tình trạng trào ngược dạ dày của cháu sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy, rồi cái thứ ba nữa là bên cạnh dùng cái thuốc đấy thì chị hoàn toàn có thể dùng cho cháu thùng dùng thêm men vi sinh. Bởi vì là khi mà mình phải dùng kháng sinh như vậy thì mình dùng men vi sinh vào, nó có tác dụng cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột. Nó sẽ có tác dụng rất tốt trong cái trường hợp mà chúng tránh cái tác dụng phụ của kháng sinh. Và cái thứ hai là cái viêm dạ dày mà nhất là do những vi khuẩn HP này thì cái men vi sinh này nó hoàn toàn là cái con vi khuẩn này nó cũng có thể ức chế cái con vi khuẩn HP, đấy là
là con Helicobacter pylori, tức là cái con vi khuẩn mà thường bây giờ gây viêm dạ dày rất là thường hay gặp bây giờ, là đến 90% viêm loét dạ dày là do cái nguyên nhân cái con vi khuẩn này. Thì cái men vi sinh này khi dùng vào có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó làm cho cái giảm cái tác dụng phụ của kháng sinh. Cái thứ hai nữa là nó ức chế cái con vi khuẩn này nữa, thế cho nên là nó hỗ trợ cái điều trị dạ dày sẽ rất là hiệu quả. Thế rồi cái điều thứ ba ở đây là cái chế độ ăn của cháu, thì bây giờ là nên cho cháu ăn những cái thức ăn có tính chất bao bọc niêm mạc dạ dày. Ví dụ như cháu nên ăn cháo, ăn súp, ăn sữa, ăn bánh mì, bánh quy, nó thấm hút niêm mạc dạ dày. Kiêng tất cả những cái đồ chua, cay, ngọt, mặn quá, các thứ là vân là kiêng. Thế rồi chia nhỏ bữa ăn ra, và đặc biệt bim bim, bánh kẹo, nước ngọt là cấm, không cho cháu ăn những cái đồ đấy. Tốt nhất hàng ngày là nên ăn cháo, ăn súp, ăn thức, nếu ăn cơm thì thức ăn, ăn cơm nên ăn cơm nó hơi nát nát một tí, thức ăn thì hầm nhừ một chút. Đấy, thế cho cháu ăn như thế thì tôi nghĩ là chắc chắn với kết hợp điều trị như thế thì tôi nghĩ là tình trạng bệnh của cháu sẽ thuyên giảm ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp của vị khán giả vừa rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối của chương trình. Đến từ chú Kim ở Ninh Bình, 65 tuổi. Chương trình xin được chào chú Kim ạ. Vâng, chào bác sĩ Hải, chào chương trình. Vâng, chào chú ạ. Vâng, chú Kim đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời chú hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Vâng, chào các bác. Tôi là ông Kim ở Ninh Bình, năm nay 65 tuổi. Vâng. Tôi có cái triệu chứng của cái bệnh đại tràng thì từ đầu năm giờ là tôi thấy nó cứ đau ở cái bên hạ sườn phải. Đau thì hạ. Đi xoay lần đầu tiên về bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình thì bảo là có 3 cái bolus 0,5 với 0,6. Mặt nhẵn trơn không có ống. Trong da riêng là tôi đi tôi cắt rồi. Vâng. Xong nó vẫn cứ cái triệu chứng nó cứ đau ẩm ẩm, xong một lúc cái nó lại quặn. Vâng. Đi ngoài, tình trạng đi ngoài phân của anh thì nó như nào, có hành khuôn không hay là nó nhão lúc lỏng lúc đặc? Đi ngoài thì báo cáo bác sĩ là chỉ buổi sáng đi, cả ngày đi cũng một lần thôi. Phân thì vẫn đẹp bình thường đấy ạ. Đầu tiên thì nó hơi dân rắn nhưng về sau vẫn, về cuối thì nó vẫn khuôn. Vâng. Vẫn hơi táo phần đầu một tí thôi gì ạ. Vâng. Thế nhưng mà đến vừa xong, cắt xong rồi thì nó lại vẫn cứ vậy, không thấy nó tiến triển gì. Vâng. Xong được 3-4 tháng tôi lại đi kiểm tra thì lại bảo là có 2 cái bolus nhỏ nữa, 0,3 với 0,2 mili. Vâng, tức là anh đi soi đại tràng đấy ạ, là bị polyp đại tràng gì ạ? Vâng, xoay đại tràng. Thì là tiện xoay là tôi lại cũng cắt luôn. Vâng. Đấy là cắt lần thứ hai thì đến bây giờ nó vẫn cứ ẩm ẩm vậy. Mà tôi uống cái thuốc... Alo? Vâng, anh cứ nói đi ạ, tôi vẫn đang nghe đây ạ. Anh cứ nói tiếp đi. Vâng. Thì tôi uống cái thuốc đại tràng cái gì? PH. Virus gì đấy. Đại tràng PH. Cũng được lâu rồi, nhưng cũng được đến hơn tháng rồi. Nhưng mà nó vẫn có cái hiện tượng đau ẩm ẩm xong nó lại quặn từng cơn. Vâng. Thì là muốn nhờ bác sĩ tư vấn xem là cái trường hợp của tôi nó là cái trường hợp gì và uống thuốc gì. Vâng. Thứ nhất thì là rõ ràng là ở đây là anh đã đi soi đại tràng và rõ ràng là anh có polyp đại tràng. Thì thực chất là cái bệnh của anh là cái bệnh đại tràng, đây là nó có nguyên nhân rồi. Nó tức là cái do cái polyp nó gây nên. Đấy, những cái tình trạng ấy như thế thì đương nhiên là bác sĩ đã điều trị bệnh ngoại khoa rồi. Thế nhưng mà bây giờ ấy mà cứ vẫn cứ thỉnh thoảng đau quặn với bọng như thì có nghĩa là nó lại vẫn có cái tình trạng viêm co thắt hoặc là thậm chí viêm niêm mạc đại tràng. Thế thì thứ nhất là tôi thì cũng chỉ có thể tư vấn cho anh như thế này thôi. Nếu như mà trường hợp mà mình đi soi đại tràng mà đường bác sĩ bảo có polyp phải cắt thì tất nhiên anh vẫn phải cắt rồi. Thế và vâng, và điều trị ở đây thì thuốc thì có thể là bác sĩ có thể người ta không biết là người ta có xét nghiệm phân cho anh không, có xem tìm có nguyên nhân xem nó có nhiễm một cái loại vi ký sinh trùng hoặc là vi khuẩn gây bệnh nào nữa không, thì nó sẽ có cái thuốc kháng sinh hoặc là cái thuốc điều trị đặc hiệu. Thế còn thì ngoài ra nữa thì anh vẫn có thể dùng thêm cái men vi sinh này phối hợp vào nữa. Ví dụ như là ngoài cái, ví dụ như anh đang uống cái trà tràng Phục Linh Blood đúng không? Vâng. Đấy, uống cái đấy ra thì cái đấy thực ra nó cũng chỉ là cái thực phẩm chức năng thôi, nó cũng chỉ là điều trị cái tình trạng rối loạn co thắt rồi là co bóp dạ dày cái thứ thôi, chứ còn thì nếu như bây giờ mình phải xét nghiệm phân hoặc là mình phải bác sĩ có thể sinh thiết hoặc là làm gì tìm được cái xem là có bị
được một cái loại vi khuẩn hoặc gì nào, không mình phải có cái kháng sinh điều trị đặc hiệu hoặc là những cái viêm loét điều trị đặc hiệu nữa thì nó mới khỏi hẳn được. Hoặc là nếu như trường hợp mà anh lại vẫn cứ polyp nó lại vẫn cứ tiếp tục xuất hiện thì cái đấy cũng rất là khó. Đấy, cho nên là cái đấy thì là mấy cái điều trị dứt điểm. Thế còn thì ví dụ như kể cả anh dùng tràng Phục Linh pH Phục Linh Plus hoặc là ấy thì nó cũng chỉ là hỗ trợ chức năng thôi, và cái đấy là phải điều trị lâu dài chứ không phải điều trị ngày 1, ngày 2 đâu. Nói chung là đã là thực phẩm chức năng ấy, thì mình phải điều trị 3, 6, 6 tháng, 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng thôi chứ không phải điều trị ngày 1, ngày 2. Thế nhất là nó chỉ là hỗ trợ thôi, chứ còn cái nguyên nhân căn bệnh mà dẫn đến cái tình trạng đấy là mình phải điều trị dứt điểm đi thì nó mới hết được. Đấy, ví dụ như do polyp là mình phải cắt, nhưng mà của anh này lại nó cứ cắt rồi nó lại mọc như thế thì cũng rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái anh có thể dùng thường xuyên thêm kết hợp thêm cái men vi sinh nữa, mà hôm nay chúng tôi nói đến đấy là cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc thì cũng hỗ trợ rất là tích cực cho cái việc cái tình trạng cái bệnh lý viêm đại tràng, mà nhất là có polyp các thứ viêm đại tràng của anh hiện nay thì cũng rất là tốt. Đấy, ngoài ra nữa thì theo như tôi được biết ấy, thì về cái chế độ ăn uống ấy, thì với những cái bệnh nhân mà rất hay mọc những cái polyp những cái như thế này thì chế độ ăn là anh nên giảm thức ăn có đạm từ nguồn gốc động vật đi. Đấy, ví dụ như là thịt thì các thứ là ăn hạn chế đi, anh nên ăn chuyển sang đạm của nguồn gốc từ thực vật nhiều hơn thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì là tôi có một số cái công trình nghiên cứu người ta lấy là những người nào mà hay ăn nhiều quá nhiều thịt, ăn quá hay là uống sữa động vật ấy thì cái nguyên nhân mà dẫn polyp là hay gặp nhiều hơn. Thế cho nên là cái chế độ ăn này anh bây giờ ăn cũng không phải là mình ăn chay hoàn toàn, nhưng mà mình nên ăn giảm thịt, ví dụ như anh ăn tăng cường các loại đạm từ đậu đỗ, từ nấm, từ những cái thứ ấy. Mình ăn những cái thứ thức ăn mà ít thức ăn đạm động vật, đặc biệt là sữa bò, sữa động vật là không nên uống, anh chuyển sang uống sữa hạt. Thế rồi là anh ăn các cái thức ăn có đạm có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như nấm này, thế rồi là đậu này, đỗ này, các loại đấy thì nó sẽ bớt tạo cái polyp hơn rất là nhiều. Đấy, tại vì là nhìn rất nhiều công trình nghiên cứu người ta thấy là những người nào mà cái chế độ ăn, những người ăn chay ăn ấy thì khi người ta soi đại tràng người ta thấy là đại tràng của những người đấy rất là đẹp, không có polyp, không có gì cả. Nhưng mà những người ăn quá nhiều thịt hay là đặc biệt là uống sữa bò, ăn nhiều đạm động vật quá thì cái rất hay có như mặc những cái polyp ở trong đại tràng đấy. Cho nên là về cái chế độ ăn uống là để cho nó đỡ mọc, nó bị thêm lên nữa thì anh nên chú ý cái chế độ ăn là gần như chuyển sang ăn chay. Rồi không phải ăn chay hoàn toàn nhưng mà nên ăn chay bán phần, ăn giảm bớt thịt đi, anh vẫn có thể ăn thêm trứng. Đấy, thế nhưng mà sữa thì nên uống sữa hạt, không nên uống sữa động vật. Thế rồi ăn thêm những cái thức ăn từ đậu đỗ, mình ăn rau chứ các thứ như đậu đỗ, rồi anh nấu cháo, nấu súp các thứ anh ăn những thức ăn đấy thì nó cũng sẽ hỗ trợ hơn, kết hợp với điều trị hơn cả chế độ ăn uống nữa thì dần dần bệnh nó mới cải thiện được. Đấy thì là tôi chỉ có thể khuyên anh là như thế thôi. Thế còn thì cái vấn đề mà ở đây là mình phải kết hợp cả chế độ ăn uống, và thứ hai nữa là mình phải kết hợp cả cái điều trị về ngoại khoa nữa. Tại vì cho tôi hỏi. Vâng, anh hỏi đi ạ. Vâng. Thế với ăn cá có được không bác? Ăn cá cũng được ạ, ăn cá được nhưng mà mình cũng ăn vừa phải, nhưng mà đặc biệt là thịt là nên ăn hạn chế. Vâng. Cá thì được, vâng, thịt nên ăn hạn chế. Nếu có ăn thịt thì anh cũng nên ăn thịt, ví dụ như là không nên ăn thịt bò, không nên ăn những thịt lợn nhiều mỡ, mà ví dụ như ăn thì ăn một chút thịt lườn gà thôi chẳng hạn thì được này. Hay tốt nhất là chuyển sang ăn đậu đỗ này, ăn nấm này, đấy, ăn những cái, nói chung là người ta thấy là ví dụ như người nào ăn quá nhiều thịt ấy, hoặc là uống, đặc biệt là thường xuyên uống sữa, thì uống sữa đặc biệt sữa bò nhiều ấy, thì rất hay bị polyp đại tràng, hay gặp polyp đại tràng. Bởi vì người ta nghiên cứu một cái ông bác sĩ người Nhật, khi mà ông ấy làm phương pháp nội soi ấy, thì ông ấy thấy là những cái người nào mà người ta ăn chay ấy, người ta ăn ít đạm có nguồn gốc từ động vật ấy, thì cái đại tràng của ta rất là đẹp và rất ít khi mọc các cái polyp. Thế nhưng mà ngược lại với những người mà có cái chế độ ăn thường xuyên ăn quá nhiều chất đạm động vật, nhất là ăn các loại thịt nhiều quá, thì cái nguy cơ mắc mọc cái polyp ở trong ấy rất là nhiều hơn. Đấy thì anh cũng nên lưu ý một chút về chế độ ăn như vậy. Bởi vì anh đã đi soi mấy lần rồi mà cứ lần nào cắt rồi nó lại mọc như thế, thì mình bây giờ là mình phải kết hợp với cả chế độ ăn uống nữa để làm sao mà cho cái đại tràng của mình nó đỡ mọc những cái đấy lên thì nó mới có thể thuyên giảm được bệnh của anh. Thế còn ngoài ra nữa thì anh có thể sử dụng men vi sinh Golden Lab cùng với cả cái thuốc đại tràng. Vâng. Vậy bác sĩ cho hỏi, cho tôi hỏi vậy, cái polyp này nó có thành u cục được không? Polyp này có thể hoàn toàn nó có thể lành tính, nhưng mà cũng có thể nó ung thư như nào không biết được, cho nên cái đấy cũng không thể biết được. Cho nên thỉnh thoảng là anh có khi cứ 6 tháng anh phải đi soi đại tràng một lần đó. Tại vì cái này cũng không nói được, vâng, nó tiến triển có thể từ nó chỉ là cái polyp lành tính thôi, nhưng mà cũng có thể rồi từ cái polyp này nó phát triển thành ung thư, mình cũng không thể nào nói trước được đâu. Đấy, thế cho nên là đấy, cho nên là tốt nhất là bây giờ mình nên kết hợp chế độ ăn. Và thường xuyên là chắc như tình trạng của anh là cứ phải 6 tháng nên đi soi đại tràng một lần đấy ạ. Vâng. Vâng.
Vâng, xin được cảm ơn chú Kim đã kết nối về chương trình. Và như bác sĩ cũng đã vừa phân tích thì chế độ ăn có một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong việc khiến cho đại tràng bị viêm và cũng như là hình thành những polyp không mong muốn. Và ngoài chế độ ăn thì bác sĩ cũng đã tư vấn là trường hợp của chú Kim hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng men vi sinh Golden Lab có chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc. Và trong chương trình hôm nay, nếu như các quý vị khán giả có muốn mua sản phẩm này thì hoàn toàn có thể nhận được chương trình khuyến mại của nhãn hàng Vinza như sau, đó là mua 2 hộp 60 gói Golden Lab trị giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay 2 hộp Golden Lab 20 gói trị giá 400.000 đồng. Số lượng có hạn, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline 1900 1259, 0896 509 509 để có thể đặt mua sản phẩm cũng như được tư vấn về sản phẩm một cách kỹ lưỡng nhất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối của cô Thìn, 58 tuổi đến từ Nam Định. Chương trình xin được chào cô Thìn ạ. Vâng, cô Thìn thân mến, cô có nghe thấy kết nối chương trình không ạ? À vâng, có lẽ là có một chút trục trặc cho nên chúng ta sẽ trở lại với kết nối của cô Thìn sau. Trước khi đến với những kết nối của chương trình thì xin mời bác sĩ chúng ta sẽ cùng giải quyết một số câu hỏi mà quý vị khán giả cũng đã gửi đến tổng đài 0826365365, 0827365365 của chúng tôi. Một câu hỏi đến từ cô Nga, năm nay 61 tuổi, đó là hệ tiêu hóa của tôi không được tốt từ lúc trẻ. Tôi rất hay bị táo bón nhưng thỉnh thoảng lại bị tiêu chảy khi ăn thức ăn không hợp, rất hay bị đầy bụng, đánh hơi và bị những cơn đau như là co thắt. Vậy tôi đã đi khám thì bị viêm đại tràng mãn tính và đã điều trị vài đợt thuốc nhưng bệnh chỉ giảm được một chút chút rồi lại bị lại. Gần đây tôi thấy bệnh có vẻ nặng hơn, vậy xin bác sĩ tư vấn giúp là dùng thuốc gì để có thể hết được bệnh viêm đại tràng của tôi. Vâng, xin mời bác sĩ tư vấn cho trường hợp cô Nga. Trước hết thì cũng rất là cảm ơn chị Nga đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Thì trường hợp của chị thì phải nói là cái tình trạng của viêm đại tràng mãn thì là một trong cái tình trạng bệnh lý mà rất hay gặp, đặc biệt là đối với người cao tuổi của chúng ta, gặp thường xuyên lắm mà gặp rất là nhiều người hay gặp lắm. Và phân ấy thì cái đặc trưng của cái tình trạng của viêm đại tràng mãn tính này thì lúc thì táo này, lúc thì lỏng này, thế rồi thỉnh thoảng là đại tràng nó lại có những cái cơn co thắt, cho nên thể gây chúng ta gây đau bụng, cứ đau bụng lên cái là chúng ta lại phải đi ngoài ngay. Rồi phân thì lúc táo lúc lỏng vân vân, rồi là nhiều lúc là bụng nó chướng, nó đầy hơi rất là khó chịu. Thì đây là cái tình trạng bệnh lý mà rất là hay gặp. Thế nhưng mà đương nhiên nhất là đối với chị năm nay đã là 58 tuổi rồi ấy, thì đầu tiên ấy, thì khi chúng ta bị cái tình trạng như này chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi soi đại tràng. Bởi vì chúng ta nếu mà chúng ta không soi đại tràng thì chúng ta lại để sót những cái tình trạng do tổn thương thực thể. Đó, tức là ví dụ như là polyp đấy, ví dụ tôi vừa mới tư vấn với trường hợp một cái anh trước đấy, anh tôi vừa tư vấn là anh ấy đi soi là có polyp và phải cắt rồi sau nó lại cứ mọc đấy. Thì những cái trường hợp ấy là những cái tổn thương chúng tôi gọi là những cái tổn thương nguyên nhân tổn thương thực thể ở trên đại tràng, và từ cái polyp này có thể phát triển thành ung thư. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta bắt buộc đầu tiên chúng ta phải đi khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, và nhất là bây giờ cái phương pháp soi đại tràng là một phương pháp rất là phổ biến, và bây giờ lại dùng phương pháp vi mê nữa cho nên cũng không đau đớn gì cả. Bệnh nhân hoàn toàn có thể nên đi soi, thậm chí là có những người ta cứ 6 tháng hay 1 năm là người ta không làm sao cả, người ta cũng đi soi kiểm tra một lần. Thì mình người Việt Nam mình là không có cái thói quen là đi kiểu như là đi kiểm soát sức khỏe để phòng bệnh, chứ còn thực ra là đến cái tuổi khoảng ngoài 50-60 ra thì cái việc đi soi đại tràng là cái việc nên làm, mà nhất là khi mình có những cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa như vậy, để mình tránh để sót những cái tình trạng bệnh lý rất là đáng tiếc. Đấy, đầu tiên lời khuyên của tôi là chị nên đi khám để loại trừ cái tình trạng do tổn thương thực thể. Tại vì nếu do tổn thương thực thể thì chúng ta phải điều trị theo đúng bác sĩ chuyên khoa, thậm chí nếu có polyp thì phải cắt, hay là có những cái tổn thương vết loét vết những cái thứ đấy phải, hay là những cái nguyên nhân viêm mà do nhiễm khuẩn là chúng ta phải dùng điều trị theo thuốc đặc hiệu. Thế thì còn ngoài ra nữa thì nếu như mà chúng ta đi soi mà không phải là tổn thương thực thể mà chỉ là cái tình trạng người ta gọi là hội chứng ruột kích thích ấy, tức là nó cứ rối loạn tiêu hóa lúc đau lúc lỏng như thế, thì chị hoàn toàn có thể dùng men vi sinh rất là hiệu quả. Đấy, kết hợp thêm với một số cái thuốc viêm đại tràng, điều trị đại tràng chức năng nữa. Thế thì chị dùng thường xuyên cái này thì với cái tình trạng bệnh của chị thì bây giờ ví dụ như chị dùng cái men kim vi sinh chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc này thì mỗi ngày là chị dùng 4 gói một ngày chia làm 2 lần. Cái đợt đầu đợt tấn công thì chị dùng khoảng trong 1 tháng chứ, ngày 4 gói như vậy. Thế và sau đó thì chị duy trì 2 gói một ngày và dùng từ 3 đến 6 tháng. Thì và kết hợp với cái chế độ ăn uống nữa thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh của chị sẽ thuyên giảm rất là rõ rệt. Vâng, xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ dành cho trường hợp của cô Nga. Và nếu như quý vị khán giả muốn mua sản phẩm men vi sinh Golden Lab mà bác sĩ vừa nhắc tới thì quý vị có thể gọi đến số tổng đài 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ đến với một câu hỏi nữa của chương trình mà chúng tôi nhận được thông qua fanpage của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Câu hỏi của vị khán giả như sau.
Xin bác sĩ có thể tư vấn về cách ăn uống, sinh hoạt cũng như là biện pháp hỗ trợ để giúp phòng tránh tình trạng viêm đại tràng và rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là với những người có nguy cơ cao. Và việc sử dụng men vi sinh Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc cho người khỏe mạnh để phòng bệnh và hỗ trợ đường tiêu hóa thì có phải là giải pháp tối ưu không? Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Vâng. Thứ nhất thì khi chúng ta đã nói đến các cái bệnh về đường tiêu hóa thì phải nói là cái chế độ ăn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thế thì thứ nhất là để phòng ngừa cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, kể cả cấp tính cũng như mãn tính, ví dụ như là tiêu chảy cấp này, hay là tiêu chảy kéo dài, hay là trường hợp hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng, các thứ vân vân ấy, thì đầu tiên về chế độ ăn uống thì thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng ta đều biết là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí là những trường hợp nặng hơn là ngộ độc thực phẩm chẳng hạn, thì chúng ta cũng biểu hiện bằng cái tình trạng rối loạn tiêu hóa. Thế cho nên là thực phẩm, đầu tiên là cái thực phẩm là chọn thực phẩm an toàn là rất là quan trọng. Thứ hai nữa là đảm bảo 10 cái nguyên tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là chúng ta phải chọn được thực phẩm sạch này, dùng nguồn nước sạch để nấu này, rồi cái dụng cụ chế biến cũng luôn phải sạch này. Ví dụ trong gia đình nhà chúng ta thớt, ngay cả cái thớt dao để chúng ta cũng dùng dao thớt là riêng, đồ chín riêng rửa đấy, bao giờ cũng rửa sạch sẽ các thứ. Và tất cả nói chung tóm lại một cái câu là ăn chín uống sôi, và luôn luôn đảm bảo mua thực phẩm tươi sạch để ăn. Ví dụ như chẳng may thực phẩm nó có ôi thiêu một chút thì chúng ta không nên tiếc, mà chúng ta nên bỏ đi. Bởi vì chỉ cần ăn, nhiều khi chúng ta để thức ăn ở trong tủ lạnh chúng ta cứ nghĩ là an toàn, nhưng mà rất nhiều khi cái tủ lạnh mà chúng ta không vệ sinh tốt thì tủ lạnh chính là cái nơi lại chứa nhiều vi khuẩn nhất. Và rất là nhiều người chủ quan là khi cứ nghĩ là để thức ăn trong tủ lạnh rồi thì an toàn, ra nhiều khi chúng ta ra ăn chúng ta lại không đun lại lên chẳng hạn, ví dụ như thức ăn còn thừa hôm trước mà chúng ta lại không đun lại, khi còn thừa chúng ta cũng phải đun sôi lên, chúng ta để ấm nguội chúng ta mới cất, và hôm sau ăn chúng ta cũng lại phải đun sôi lại đấy, chúng ta mới được ăn đấy. Cho nên nhiều người rất là chủ quan cái đoạn là cứ nghĩ là để thức ăn vào trong tủ lạnh là hôm sau cứ thế lấy ra ăn, hoặc là thức ăn đang còn thừa như thế là cứ thế tống vào tủ lạnh hôm sau lại ăn. Chúng ta cứ nghĩ là cái tủ lạnh nó như là nó cứ để vào đấy là nó an toàn, nhưng mà ngược lại không phải như vậy. Rất nhiều khi chúng ta dùng tủ lạnh không đúng cách thì đấy cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến trạng thái loạn tiêu hóa. Thế cho nên là để phòng ngừa thì đầu tiên tôi phải nói về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì đóng một vai trò hết sức quan trọng. Và trong cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì từ cái khâu mua thực phẩm, cái khâu bảo quản, khâu chế biến đấy, thì cũng là bàn tay người chế biến các thứ vân vân, dụng cụ nấu nướng các thứ hoàn toàn là chúng ta phải rất là sạch sẽ, nhất là đối với trẻ em hay là người cao tuổi. Mà khi cái hệ tiêu hóa nó không ổn định lắm thì thường xuyên chúng ta phải tiêu hóa là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là để phòng ngừa đầu tiên là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là cái vệ hàng đầu, đứng lên hàng đầu. Cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn cân bằng. Ví dụ như nếu như chúng ta, nhất là đối với trẻ em, chúng ta ăn cho ăn quá nhiều chất đạm, ăn quá nhiều chất béo, hay là ngay người lớn cũng thế, nhất là người cao tuổi, chúng ta mà ăn một lúc quá nhiều chất đạm chất béo vào thì chúng ta không tiêu hóa được cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Đối với những người cao tuổi thì cái men dịch vị, men tiêu hóa hay là các cái tuyến tiêu hóa nó tiết ra các cái enzyme tiêu hóa nó giảm đi rất là nhiều rồi. Cho nên khi mà chúng ta ăn quá nhiều vào thì đương nhiên không tiêu hóa hết cũng gây đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Cho nên cái thứ hai, ngoài cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì để phòng ngừa là chúng ta ăn chế độ ăn cân bằng, tức là ăn vừa phải, không ăn quá nhiều, đấy, cũng ăn quá nhiều đấy. Và cái thứ ba nữa là cái vấn đề nữa ở đây nữa là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa. Ví dụ như là thôi hôm nào mà ví dụ như chúng ta đi ăn ngoài hay là đi mời ăn ở đâu đấy mà về chúng ta cảm thấy cái thức ăn ấy nó không được an toàn lắm thì các bạn hoàn toàn có thể dùng men vi sinh để chúng ta hỗ trợ phòng ngừa. Đấy là một điều rất tốt, và tôi nghĩ đây là một cái loại thực phẩm chức năng mà hoàn toàn chúng ta có thể như là để trong cái tủ thuốc ở trong gia đình cũng được luôn. Bởi vì là khi mà chúng ta bị bắt đầu trước khi đi ăn về cảm thấy không an toàn, chúng ta bị hay là chúng ta cảm thấy hơi khó chịu đầy bụng, hôm nào ăn thức ăn quá nhiều chất đạm khó tiêu, chúng ta hoàn toàn có thể uống cái này có thể nó giải quyết được cái tình trạng này. Thế cho tôi nghĩ là cái việc mà phòng ngừa cũng như là điều trị, cũng như thậm chí điều trị dự phòng bằng men vi sinh là hết sức cần thiết. Và tôi nghĩ là bởi vì là đây cái này nó không có độc hại gì cả. Đây là chúng ta chỉ bổ sung những cái vi khuẩn có lợi vào trong đường tiêu hóa thôi, bổ sung thêm chất xơ hòa tan vào trong đường tiêu hóa thôi, chứ nó không phải là như là thuốc kháng sinh, hay là nó không phải những cái loại gì mà nó gây cái tác hại hoặc là gây độc hại cho cơ thể cả. Thế cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể uống dự phòng, hoặc là chúng ta có thể phòng ngừa được trước tiên là bằng chế độ ăn uống, và sau đó thì chúng ta có thể sử dụng phòng ngừa bằng men vi sinh được. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và quý vị thân mến, chúng ta muốn điều trị dự phòng những căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa thì trước hết như bác sĩ cũng vừa tư vấn là chúng ta phải ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có một chế độ ăn cân bằng giữa các loại rau củ quả cũng như là thịt mà chúng ta nạp vào. Bên cạnh đó thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng các loại men vi sinh, và trong đó men vi sinh Golden Lab, men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, có chứa hai thành phần là vi khuẩn có lợi probiotic và chất xơ hòa tan prebiotic, được bào chế theo công nghệ Lab 2
Pro và là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Với ba sự khác biệt này thì men vi sinh Golden Lab cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần các loại men vi sinh khác. Golden Lab giúp cải thiện hiệu quả táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, giúp ổn định đường tiêu hóa sau bữa ăn nhiều đạm hoặc ăn phải thực phẩm không an toàn, đồng thời cho tác dụng tăng cường hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là tăng hiệu quả của canxi, giúp ăn ngon miệng. Men vi sinh Golden Lab rất an toàn, dùng cho người lớn, trẻ em và dùng được cho cả trẻ sơ sinh. Nhà tài trợ là công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia sẽ dành cho quý khách hàng theo dõi chương trình ngày hôm nay, chương trình ưu đãi đặc biệt đó là mua 2 hộp 60 gói Golden Lab trị giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay 2 hộp Golden Lab 20 gói trị giá 400.000 đồng. Số lượng có hạn, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline 1900-1259 hoặc 0896-509-509 để được đặt hàng và tư vấn về bệnh lý cũng như sản phẩm. Gia đình tôi có chung sở thích chơi thể thao. Bố mẹ chúng tôi đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn dẻo dai khỏe mạnh. Bởi vì chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc bảo vệ xương vững chắc hàng ngày ngay từ khi còn trẻ với Vững Cốt Visa chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 giúp chuyển hóa canxi từ máu vào xương. Vững Cốt Visa giúp gia đình tôi bảo vệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Visa, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp với chủ đề giải pháp hiệu quả cho người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa. Chuyên gia tư vấn ngày hôm nay là thạc sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình, hãy gọi tới số điện thoại tổng đài của chúng tôi là 0826-365-365, 0827-365-365 để được bác sĩ tư vấn. Ngoài ra quý vị cũng có thể để lại câu hỏi của mình ở bên dưới link livestream của chương trình ở trên fanpage Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối của cô Bích đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình xin được chào cô Bích ạ. Dạ. Vâng, cô Bích có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Có, có. Vâng, cô Bích ơi, cho cháu hỏi là hôm nay, năm nay cô Bích bao nhiêu tuổi rồi ạ? 46. À, mình 46 tuổi rồi ạ. Vâng, cô đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời cô hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Dạ, nhưng tôi hỏi bác sĩ là tôi là nên đi nội soi á, là thấy là viêm trung huyết, niêm mạc ăn vậy, vậy đi nhiễm ba gì đó, mà sao giờ điều trị của bệnh viện là một tháng mấy đang ngủ không thấy khó chân nó mình đó, giờ cứ càng ngày càng thấy nó chướng bụng, nằm nó khó thở, bây giờ mình tới điều trị sao bác sĩ? Vâng, cô Bích thân mến, Lena xin được ngắt lời cô một chút ạ. Cái tín hiệu mà trường quay nghe là không được tốt lắm, lúc to lúc nhỏ thì có phải là mình đang bật loa ngoài không ạ? Dạ dạ. Vâng, cô có thể tắt loa ngoài đi không ạ? Mình nói bằng điện thoại trực tiếp thôi ạ. Rồi rồi. Vâng, được chưa ạ? Rồi. Vâng, lúc nãy thì Lena có nghe thấy cô nói là mình bị viêm niêm mạc dạ dày, hang vị dạ dày đúng không ạ? Dạ, trung huyết, đã viêm trung huyết hang vị. Vâng, dạ dày trung huyết. Ngoài ra còn có những biểu hiện gì nữa hả cô? Với lại tôi đi soi trực tràng nó để là có bolus đó mà uống thuốc bệnh viện là một tháng mấy nay rồi mà sao mà nó vẫn càng ngày càng thấy nhiều á, bệnh thì nó chướng bụng, bụng đói mà ăn vô thì nó đầy hơn, nó quất lên nó cứ ụ ụ hoài mà nó gác cũng họng nó thở không được. Vâng. Bị bolus đại tràng hay là bolus trực tràng ạ? Để là bolus đại tràng, trực tràng, trực tràng. Vâng. Bị polyp đại tràng, vâng. À, thế thì giờ hiện tại hàng ngày giờ chị đi ngoài phân thế nào ạ? À? Thì cũng lúc đặc, lúc dẻo, cũng lúc nước không ạ. À. Vâng, ngày đi độ mấy lần ạ? Thì cũng có khi đi tối ngày, có khi tối ngày không đi. Vâng, ngày đi, ngày không. Nhưng mà ví dụ có bao giờ một ngày đi đến 3-4 lần không? 2-3 lần không? Có ngày nay nè, là đi 6-7 lần đi nước, phân nước không ạ. À. Đấy là đây vấn đề đại tràng. Thế còn thứ hai nữa là về dạ dày thì chị có ai ở hơi ở chua đau vùng thượng vị không? Có, ở hơi nó cứ ực, nó trào và ực lên nó gác họng lắm. Dạ. Thế thì chị đi bệnh viện thì là bác sĩ cả soi cả đại tràng, soi cả dạ dày cho chị rồi chưa ạ? Dạ rồi. Vâng. Và chẩn đoán là cả viêm đại tràng, cả viêm dạ dày. Dạ, viêm đấy là trung huyết niêm mạc hơn hạ hang vị. Vâng, vâng. Dạ dày chỉ cần sung huyết hoặc viêm thôi thì nó cũng đã gây khó chịu rồi ạ. Vâng, nó chưa đến nỗi loét đúng không? Nhưng mà mới là sung huyết thôi thì cũng đã gây khó chịu rồi. Thứ hai là đại tràng thì lại có polyp đúng không ạ? Dạ. Vâng. Thế thì vấn đề của chị là như thế này ạ.
Thứ nhất ý là bây giờ chị mắc cả hai căn bệnh, tức là cả viêm dạ dày tá tràng và thứ hai là cả bị viêm đại tràng nữa. Và thứ hai và đặc biệt ở đây là bị polyp đại tràng. Thế thì cái polyp đại tràng này thì bác sĩ có bảo mình phải cắt không ạ? Không ai nói gì hết trơn, bác sĩ không có nói gì hết á. À thế ạ. Thế xin lỗi chị. Bây giờ thì đúng là trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì đang dịch bệnh như thế này thì cái việc mà đi khám xét bây giờ chắc là cũng khó khăn. Thì không biết là chị khám ở bệnh viện tuyến nào ạ? Tuyến trung ương hay là bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh? Bệnh viện Thủ Đức là ở quận Thủ Đức. À, bệnh viện quận thành phố Thủ Đức à, thành phố Thủ Đức. À, thế là bệnh viện của thành phố Thủ Đức luôn gì ạ? Dạ. Vâng. Thế sau đó thì bác sĩ có kê đơn thuốc cho chị về điều trị không? Có kê đơn mà đưa thuốc uống không thấy bớt gì hết á. Vâng. Thế cái soi dạ dày thì có nói là HP dương tính hay âm tính không ạ? Đấy, dương tính. À vâng, dương tính. Vâng. Thế thì thôi đấy. Tóm lại là như thế này, bây giờ trường hợp của chị thì thứ nhất là vừa viêm dạ dày là do nguyên nhân do nhiễm vi khuẩn HP dương tính thì đương nhiên là mình phải điều trị đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa rồi. Cái viêm HP dương tính này thì bắt buộc chị phải dùng kháng sinh, mà kháng sinh không phải dùng một loại đâu mà có thể phải dùng 3 đến 3 loại luôn đấy. Và dùng ít nhất là thời gian khoảng 10 cho đến 15 ngày, đấy là riêng kháng sinh. Nói tóm lại là chị phải dùng theo đúng cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Đấy. Cái thứ hai nữa là đương nhiên chắc là trong phác đồ bác sĩ cũng sẽ phải kê thêm thuốc giảm tiết dịch vị axit này, thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày này. Thế rồi cái vấn đề của chị bây giờ nữa là lại kèm theo viêm đại tràng nữa mà lại có polyp đại tràng như thế thì thông thường theo như tôi được biết ý, thì cái polyp đại tràng có những trường hợp là phải cắt đấy ạ. Chứ còn nếu mà không cắt thì nó không điều trị thuốc không có hết được đâu ạ. Thế mà để cái polyp ý, thì chắc chắn là sẽ thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa và có khả năng từ cái polyp thì nó lại còn phát triển thành khối u nữa. Đấy, cho nên là cái đấy là chị cũng cần phải nếu mà có điều kiện dịch bệnh nó bớt đi được nữa thì chị nên đến viện có thể là xin cắt cái polyp đi thì nó mới điều trị được hết được cái viêm đại tràng. Thế còn cái dạ dày thì chỉ cần uống thuốc đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ thì nó sẽ dần giảm đi thôi ạ. Thế ngoài ra ấy, thì những cái thuốc điều trị hiện nay chị đang dùng theo đơn của bác sĩ điều trị thì chị có thể kết hợp thêm uống men vi sinh. Đấy, ví dụ như là hôm nay chị có thể dùng thêm cái men vi sinh chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc này thì sẽ rất phù hợp cho những cái người vừa bị viêm đại tràng đến là vừa bị viêm dạ dày như của chị thì sẽ rất là hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là cái chế độ ăn uống nữa thì chị trong cái trường hợp này thì chị nên ăn, thứ nhất là ăn cái thức ăn nó dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Đặc biệt là cái ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày ấy thì mình nên ăn ví dụ như là ăn bánh mì này, ăn bánh quy này, uống sữa này, ăn súp này, ăn cháo này. Đấy rồi những cái rau củ quả hầm nhừ thì là những cái thức ăn mà tốt cho cả dạ dày đến cả viêm đại tràng. Đấy, chị kết hợp cả cái chế độ ăn uống nữa với cả thuốc điều trị của bác sĩ ở bệnh viện và đồng thời bây giờ mua thêm kết hợp với cả men vi sinh này nữa, điều trị được khoảng 1-2 tháng nữa thì chắc là tình trạng bệnh nó sẽ thuyên giảm thôi ạ. Vâng, xin được cảm ơn. Tại vì tôi cũng xin cắt lời cô cái tại vì hôm nay cái này không biết có nguy hiểm không mà sao mình nó cứ làm nằm nó khó thở lắm, mà làm như là bị hụt hơi vậy. Khó thở thì xin lỗi chị ở cái chỗ đây, chị hiện tại là có ấy không, có sốt có ấy, cái gì không ạ? Dạ. Có bị sốt chứ gì không? Tôi bị cách đi mà tôi về hết rồi, tôi về rồi và cũng đi. À trước là chị có nhiễm Covid rồi mà điều trị xong rồi ấy thì ạ. À vâng. Yeah. Thế bây giờ nếu mà khó thở nữa thì lại phải đi khám xem là có gì về bệnh về đường hô hấp, về phổi, phiếc gì có mình có vấn đề gì không đấy. Nếu mà bị khó rồi, thở rồi, là mình phải xem. Đi hôm qua rồi, cũng test là âm tính rồi. À test âm tính rồi nhưng mà bây giờ lại có thể bị viêm phổi hay là viêm ấy các thứ là do nguyên nhân khác chứ không phải do Covid. Tại vì viêm phổi có phải một mình Covid đâu, viêm phổi nó còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Nếu mà mình cảm thấy khó thở thì cái này là chị lại phải đi khám đấy ạ. Tại vì khó thở thì nó lại liên quan đến bệnh. Vâng, liên quan đến bệnh đường hô hấp ạ. Cái gì là chấn thủy á. Sao ạ? Nó nằm ngẹn ngẹn, chỗ chấn thủy á, nó làm bước hơi lên. À, vâng, cô ấy cũng cảm thấy là bị nghẹn nghẹn đấy ạ. Và vâng, là khó, mình cũng khó có thể thở được đúng không ạ cô? Dạ. Bị nghẹn ở cổ hả cô? Nó nghẹn cái cổ mà làm vâng. Nó làm cợt lên vậy á. Vâng, những cái vâng. Trường hợp này thì đấy có thể trong liên quan đến dạ dày. Đúng rồi ạ. Đấy, những cái trường hợp đấy thì liên quan dạ dày. Còn cái khó thở nó khác chị ạ. Khó thở chắc là chị đã bị xin lỗi, chị bị Covid là cũng bị thể nhẹ thôi gì. Cũng có phải thở oxy hay là thở máy thử biết gì không? Không. À, bị thể nhẹ thôi đúng không? Thì điều trị khoảng một tuần về thôi gì ạ?
Vâng, thế là may lắm rồi. Vâng, thôi thế là cũng rất là may rồi, chúc mừng chị. Đã coi cũng đã, mà bây giờ mình đã bị nhiễm, mình khỏi rồi thì bây giờ là mình có miễn dịch rồi, cho nên là mình cũng đỡ lo lắng hơn đấy. Thế nhưng mà bây giờ ấy, cái trường hợp như thế thì khả năng là bây giờ là do bệnh đấy ạ. Tức là bây giờ hai chị bị đồng thời cả hai bệnh, cả viêm dạ dày, cả đại tràng. Thế cho nên nó cảm giác như là nó khi mà cái luồng trào ngược nó lên là cảm thấy là mình rất là khó chịu. Đấy thì bây giờ chị đấy, chị điều trị theo đúng cái phác đồ điều trị viêm dạ dày của bác sĩ, và đồng thời là chế độ ăn uống như tôi vừa hướng dẫn, và thứ hai là chị bây giờ mua thêm, kết hợp thêm với sử dụng men vi sinh nữa, thì cái này cũng phải điều trị một thời gian thôi. Còn cái viêm đại tràng ấy thì nếu như có polyp ấy là phải cắt đấy, chứ còn nếu không cắt thì không có thuốc nào là làm được hết cái polyp đi đâu ạ. Xin được cảm ơn cô Bích đã kết nối về chương trình. Và có lẽ như cô Bích cũng chia sẻ về triệu chứng khó thở thì có thể là do cô đã từng bị Covid rồi, thì phổi cũng có bị tổn thương. Và bên cạnh đó thì bây giờ cũng là lo do cái tâm lý lo lắng này, mình còn mắc thêm cả căn bệnh viêm dạ dày, trào ngược dạ dày nữa, nên có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô, đúng không ạ? Và bác sĩ cũng đã tư vấn rất kỹ càng cái cách ăn uống cũng như là sử dụng thuốc để làm sao để mà có thể giảm cái căn bệnh viêm dạ dày này rồi. Và hoàn toàn thì cô Bích có thể sử dụng sản phẩm Men Vi Sinh Golden Lab, men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, có chứa hai thành phần là vi khuẩn có lợi probiotic và chất xơ hỏa tan prebiotic, được bào chế theo công nghệ Lab 2 Pro, là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn nếu như muốn mua sản phẩm Men Vi Sinh Golden Lab thì sẽ nhận được sự khuyến mại, đó là mua 2 hộp Golden Lab trị giá 600.000 đồng một hộp thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Golden Lab 20 gói trị giá 400.000 đồng. Số lượng có hạn và quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509 để đặt hàng và được tư vấn về bệnh lý cũng như sản phẩm. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được kết nối của cô Tuyết, 62 tuổi, đến từ Đồng Nai. Chương trình xin được chào cô Tuyết ạ. Vâng, chào bác sĩ. Vâng, cô Tuyết đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời cô hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Cái hồi tháng 4 năm 2020, tôi có đi soi đại tràng thì tôi bị hội chứng ruột kích thích. Vâng. Rồi kỹ độ 1. Vâng. Rồi tôi đi soi dạ dày thì viêm xung huyết hang vị tá tràng. Vâng. Rồi bị hơn một tuần nay thì tôi đi cầu phân nốt đen. Wow. Mà đi nội soi không có bị con vi trùng HP. Wow. Mà nó cũng bị đầy bụng. Wow. Rồi ruột non nhu động, rồi wow, nó sôi lắm bác sĩ. Wow. Vâng, ở đây cái triệu chứng mà tôi đang lo lắng nhất của chị đó là phân đen. Thì phân đen ở đây là chị hiện tại chị có đang uống thuốc gì, có chế phẩm có chứa sắt không? Ví dụ có uống cái loại thuốc bổ gì có sắt không? Có sắt. À vâng, đấy thì cái phân đấy, cho nên là bây giờ phải phân biệt. Tại vì là cái phân đen ấy thì nếu là uống, chị uống nhất là những loại thuốc mà có chế phẩm, đặc biệt các loại thuốc bổ hay là đa vitamin hoặc khoáng chất mà có hàm lượng có sắt ấy, thì bao giờ cái phân cũng đen. Vâng. Đấy là cái phân đen đấy là do uống sắt ấy, chứ không phải là xuất huyết dạ dày đâu ạ. Vâng, nếu xuất huyết dạ dày thì là nguy hiểm hơn. Xuất huyết dạ dày thì ngoài cái ở phân đen ra là còn thấy nôn ra máu nữa cơ. Đấy, rồi bác mình đang uống cái viên thuốc gan đấy bác. À vâng, đấy thì nếu mà chị uống viên thuốc có chứa sắt thì cái phần đen này là do dùng thuốc kia thôi, không có gì phải đáng lo ngại cả. Nhá. Vâng. Đấy, cho nên là đấy, trong khi chị nói đến phân đen cái lại bảo đang bị viêm dạ dày, tôi đang lo xuất huyết tiêu hóa, lại xuất huyết dạ dày thì chết. Vâng. Chắc là không phải, tại vì nếu xuất huyết dạ dày thì mình sẽ rất là mệt mỏi, da xanh xao và phân nó đen, và thậm chí là còn có cả triệu chứng, những trường hợp nặng là có thể cả nôn cũng ra máu nữa cơ. Đấy, thế nhưng mà chắc của chị đấy là do uống thuốc chưa sắt thôi, chứ cái phân đen ấy không phải là lấy. Mới cả nhiều khi ví dụ như mình ăn nhiều rau quá thì phân nó cũng xanh đen đen, thế nhưng mà đặc biệt là uống sắt thì phân vừa táo bón lại vừa có thể màu đen. Chị có bị táo không? Thì cứ bắt đầu thì nó táo rồi. Vâng, đấy. Thế thì bây giờ cái giải pháp này thì đấy thì lại bây giờ chị dùng men vi sinh thì rất là hiệu quả. Thứ nhất là vừa có tác dụng hỗ trợ cái viêm dạ dày, vừa có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, và đặc biệt là cái tình trạng táo bón, mấy cái tình trạng mà mình uống sắt bị táo bón thì dùng này, cái này rất là phù hợp đấy ạ. Thì ngoài ra nữa thì chế độ ăn hàng ngày bây giờ ấy thì chị vừa bị viêm dạ dày này, vừa bị viêm đại tràng, như vậy thì thứ nhất là cái thức ăn ở đây là mình nên thức ăn lỏng, mềm, dễ tiêu. Tôi lấy ví dụ như là hàng ngày thì nên ăn cháo này, ăn súp này, ăn bánh mì này, uống sữa này. Thế rồi ăn các cái loại súp rau mình như khoai tây, cà rốt, cái thứ mình hầm nhừ. Đấy, rồi các loại lá rau non luộc hầm nhừ. Đấy, chị ăn và chị chia nhỏ bữa ăn ra.
thì sẽ rất tốt cho cái tình trạng bệnh lý của chị hiện nay nữa. Đấy, thì cả cái tình trạng phân nó khô khô cứng cứng, mà nhất là mình uống bên mà có chế phẩm sắt thì nó rất hay gây táo bón, thì mình nên ăn nhiều rau xanh vào nữa thì nó cũng đỡ. Và thứ hai là ăn thêm sữa chua hàng ngày, ví dụ như mỗi ngày chị có thể ăn đến 2-3 hộp sữa chua được, mà nên nhớ là ăn sau bữa ăn nhá. Sau bữa ăn khoảng 30 phút không ăn, không được ăn sữa chua lúc đói. Thế rồi thứ hai nữa là chị có ăn thêm các loại trái cây, ví dụ như ăn thêm đu đủ này, ăn thêm chuối này, ăn thêm thanh long này. Đấy, ăn những cái quả ấy vào thì là nó cũng đỡ táo bón rất là nhiều. Và thứ hai nữa là nó cũng giàu vitamin C nữa, cho nên mình uống cái chế phẩm có sắt ấy thì nó lại cũng giúp tăng cường hấp thu sắt tốt hơn rất là nhiều. Thế cho nên là cái phân đen của chị đừng có lo, không phải là xuất huyết dạ dày đâu, mà đây là chỉ là do uống cái chế phẩm có sắt thôi nhá, cũng không phải quá lo lắng. Cho em hỏi thêm này. Ban đêm ấy, em ngủ thì miệng em sáng dậy nó đắng, còn ban ngày nhiều khi nó chua, miệng nó chua lắm. Miệng ấy ạ. Vâng. Thì là tại vì là do cái dịch vị axit dạ dày nó mình đang bị giai đoạn bị viêm dạ dày. Thế cho nên là nó có tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, tức là các cái dịch vị nó dạ dày nó bị viêm, nó tiết quá nhiều axit dạ dày ra, thế cho nên là cái dịch vị nó trào ngược lên, cho nên là gây ra tình trạng miệng lúc thì đắng lúc thì chua, là nó là nguyên nhân như vậy. Bây giờ chị cứ điều trị theo đúng phác đồ điều trị viêm dạ dày của bác sĩ một thời gian, thì cái tình nhất là uống cái thuốc giảm tiết dịch vị axit dạ dày đi, thì cái tình trạng này dần dần nó sẽ bớt thôi ạ. Vâng, xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ dành cho trường hợp của cô Tuyết. Và cô Tuyết thân mến, đối với căn bệnh của mình thì cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm men vi sinh Golden Lab được chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc. Và trong chương trình hôm nay, nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia sẽ dành cho quý khách hàng xem và nghe chương trình. Chương trình ưu đãi đặc biệt mua 2 hộp 60 gói Golden Lab trị giá 600.000 đồng một hộp sẽ được tặng ngay 2 hộp Golden Lab 20 gói trị giá 400.000 đồng, số lượng có hạn. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509 để được đặt hàng và tư vấn về bệnh lý cũng như sản phẩm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối của cô Tí, 67 tuổi, đến từ Đồng Nai. Chương trình xin được chào cô Tí ạ. Chào MC, chào bác sĩ. Vâng, cô Tí đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ và xin mời cô Tí hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Tôi năm nay 67 tuổi mà bây giờ cứ ăn vào nó cứ đầy bụng với cứng hơi, xong rồi là nó cứ bụng nó cứ sôi một sục ấy. Wow. Tôi nói mà có hôm thì không đi cầu, có hôm thì có lúc thì đi cầu một ngày 2-3-4 lần. Vâng. Bây giờ tôi hỏi xem là tình trạng của tôi như vậy có uống được cái thuốc này không? Vâng. Thứ nhất ý, thì là bây giờ chị ở Đồng Nai, bây giờ xin lỗi là chị ở trong vùng bây giờ là đang vùng đỏ hay là vùng xanh hay là vùng vàng ạ? Tôi đang ở vùng xanh. Vùng xanh, thế thì có thể vẫn có thể đến bệnh viện khám được đúng không ạ? Vì xanh nhưng mà nhiều chốt chặn lắm. Nhiều chốt chặn lắm, được. Vâng. Thế thì thôi, bây giờ như thế này, nếu như mà trường hợp mà có thể tốt nhất ý, thì nên đi khám được thì tốt nhất, tại vì là cái tình trạng như là chị vừa mới miêu tả ấy, thì tôi nghĩ là đây là chị bị viêm đại tràng đấy ạ. Viêm đại tràng, vâng. Hay là hội chứng ruột kích thích đấy. Viêm đại tràng là hội chứng ruột. Nhưng mà đương nhiên mình đã 67 tuổi rồi. Thì nếu như mà khi mà dịch bệnh COVID mà nó bớt đi và cái việc đi khám nó dễ dàng hơn thì chị nên đi đến bệnh viện khám một lần soi đại tràng để mình loại trừ các cái nguyên nhân do tổn thương thực thể ở trên đường tiêu hóa. Nhất là đại tràng, nhất là ở cái lứa tuổi này, để đừng để sót những cái tình trạng bệnh lý rất là đáng tiếc nếu như mà mình phát hiện muộn. Đấy, thế là lời khuyên của tôi là nếu đi khám được thì chị đi khám được là tốt nhất. Thế còn trường hợp bây giờ mà đang dịch bệnh như thế này, mà nó đang như thế này, thì trường hợp của chị là cái trường hợp cũng rất hay phổ biến thôi. Gặp nhất là đối với người cao tuổi của chúng ta từ khoảng 60 trở lên là rất hay mắc cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính như thế này. Thì bây giờ chị hoàn toàn hôm nay là chị có thể dùng cái men vi sinh này rất là tốt ạ. Rất tốt cho người bị viêm đại tràng. Bên cạnh đó chị có thể dùng thêm một số các cái thuốc về đại tràng nữa, nhưng mà riêng cái này thì nó hỗ trợ cực kỳ tốt cho những trường hợp viêm ruột kích thích, nhất là hội chứng ruột kích thích là lúc thì đi táo, lúc thì đi lỏng, có lúc thì mấy 1-2 ngày không đi, có ngày thì đi 3-4 lần. Đấy là cái tình trạng mà rất là hay gặp. Rồi cái thứ hai nữa là cái tình trạng này nhiều khi là nó do cái
tâm lý, cái căng thẳng stress ấy, nhất là mình bây giờ đang trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này, là nhiều khi cái lo lắng của mình, những cái căng thẳng lo lắng của mình nó cũng gây ảnh hưởng đến mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Bởi vì như tôi đã nói rồi thì người ta nói là cái hệ vi sinh đường ruột ấy, người ta nó ví như là cái bộ não thứ hai của con người, và nó hoàn toàn liên quan đến cái hệ thống não bộ của mình ở trên não bộ. Cho nên mọi cái lo lắng, mọi cái suy nghĩ, tất cả những cái căng thẳng lo lắng của mình thì nó theo cái hệ thống thần kinh nội tiết, và nó cũng đều ảnh hưởng đến mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Cho nên là khi mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột thì dẫn đến cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, như là trường hợp của chị là hiện nay rất là hay gặp. Thế chính vì vậy cho nên là chị hoàn toàn có thể dùng được cái men vi sinh mà hôm nay chương trình nói đến. Và cái liều dùng thì cái thời gian đầu, cái liều tấn công thì chị nên dùng 4 gói một ngày, chia làm 2 lần, uống trong vòng khoảng 1 tháng. Thế sau đó thì thấy nó đỡ rồi thì bắt đầu chị giảm xuống liều duy trì khoảng 2 gói một ngày. Và sau đó nếu mà đỡ hẳn, thỉnh thoảng thì mới có điều kiện, thỉnh thoảng thì mình có thể dùng nhắc lại, hay là lúc nào mà ăn uống mà thấy cảm bụng, thấy mà bụng nó khó tiêu, nó đầy bụng, hay là hôm nào ăn cái bữa ăn mà nó có nhiều chất đạm, chất béo mà mình cảm thấy nó rất là khó tiêu thì chị hoàn toàn có thể dùng lại, sử dụng được cái thuốc này ạ. Vâng, đấy là sôi, là chẳng qua nó là cái nhu động ruột thôi ạ. Mình gọi là sôi bụng nhưng thực ra đấy là cái nhu động ruột nó hoạt động, nó tạo nên cái tiếng như thế thôi. Vâng, thì chị uống cái này là hoàn toàn rất là ổn đấy. Chắc chắn chị dùng chỉ khoảng trong vòng 2-3 ngày cái là nó ổn ngay. Chắc chắn là như thế. Thế còn thì vẫn một lời khuyên cho chị là nếu như bệnh dịch nó bớt đi mà mình đi khám được dễ dàng hơn thì mình vẫn nên đi đến bệnh viện để soi đại tràng. Vâng. Xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ dành cho trường hợp của cô Tý. Như vậy là chúng ta cũng đã đi đến gần những giây phút cuối cùng của chương trình rồi. Và có lẽ là qua 90 phút tư vấn của bác sĩ thì chắc hẳn là quý vị đã có thêm kiến thức và lựa chọn men vi sinh phù hợp. Quý vị nhớ nhé, bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý thì cần thiết bổ sung men vi sinh Hàn Quốc để tăng cường sức khỏe. Đặc biệt là cần bổ sung một số vi khuẩn như probiotic có ích cần thiết cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt quý vị cần cung cấp thêm cả thức ăn prebiotic chất xơ hòa tan cho các vi khuẩn này tồn tại và phát triển trong ruột. Vì vậy khi lựa chọn men vi sinh thì nên chọn những men chứa cả hai thành phần này. Và Golden Lab, men vi sinh duy nhất được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, có chứa hai thành phần là vi khuẩn có lợi probiotic và chất xơ hòa tan prebiotic, được bào chế theo công nghệ Lab 2 Pro, là công nghệ bào chế hiện đại nhất thế giới hiện nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại hotline 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509 để được đặt hàng và tư vấn về bệnh lý sản phẩm. Một lần nữa, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải đã tham gia chương trình của Truyền hình Quốc hội ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Golden Lab Men Vi Sinh từ Kim Chi Hàn Quốc do Dược phẩm Vinh Gia phân phối. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Gia đình tôi có chung sở thích chơi thể thao. Bố mẹ chúng tôi đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn dẻo dai khỏe mạnh. Bởi vì chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc bảo vệ xương vững chắc hàng ngày ngay từ khi còn trẻ với Vững Cốt Visa chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 giúp chuyển hóa canxi từ máu vào xương. Vững Cốt Visa giúp gia đình tôi bảo vệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Visa, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Men vi sinh Golden Lab từ Kim Chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh.